Đạo lữ hung mảnh cũng trùng sinh chương 1347, đêm hoa chúc, 2. Lúc này, Lục Thủy nhìn Mộ Tuyết. Hắn không hề quan tâm tới việc âm thanh của trời vang lên, hay là việc Tường Vân cúi người quỳ lại. Hắn muốn nắm tay của Mộ Tuyết đi tới bậc thang ở trung tâm. Lục Thủy quay người, sau khi Mộ Tuyết đi tới bên cạnh hắn, bọn họ cùng nhau cất bước đi về phía trước. Đi từng bước chậm rãi. Bóng dáng của Tường Vân ở xung quanh càng thêm cung kính khi bọn họ đi tới trung tâm định bước tiếp lên bậc thang tiếp theo tất cả bắt đầu thay đổi những con người vốn dĩ đang an tỉnh ngồi cũng ý thức được gì đó mà đứng lên âm thanh của trời được truyền tới từ thiên địa trực tiếp dẫn động tất cả mọi người thậm chí còn dẫn động cả thất thải tường vân thiên kiếp kiếp vân lục thủy và mộ tuyết đi lên bậc thang thứ nhất tường vân và kiếp vân ở trên trời như một tia chớp rơi xuống xung quanh hai người bọn họ Hai thân ảnh đứng ở hai bên trái phải phía trước Lục Thủy và Mộ Tuyết. Lúc hai người Lục Thủy sắp đi ngang qua, hai người kia liền quỳ một chân xuống, dường như đang cung nghênh chủ thượng. Sau đó, có vô số tia sấm rơi xuống, mỗi một đạo đều hóa thành một thân ảnh, xuất hiện chỉnh tề ở mỗi một bậc thang. Bọn họ đứng thẳng tắp, chờ tới khi Lục Thủy chuẩn bị đi ngang thì lập tức quỳ xuống, cung nghênh người đi tới. Thiên Kiếp chi lực hoàn toàn không có ý định công kích bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì cả nó chỉ xuất hiện ở bậc thang và cung kính quỳ lạy mà thôi giống như đang mở đường vậy bảo đảm rằng sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn nào cả bảo đảm rằng sẽ không có bất kỳ ai đến quấy rầy thiên phạt đứng ở phía chân trời khí tức vô tận như ẩn như hiện ở thiên không giống như là một hộ vệ một thần thú hộ vệ những người quan sát hết một màn này đều ngẩn ra thứ rơi xuống là gì thế là thiên kiếp là tường vân đừng nói tới tường vân nói về thiên kiếp đi thiên kiếp là cái gì là kiếp nạn ở trong thiên địa là cội nguồn của tất cả những sự đáng sợ là sự kinh khủng mà tất cả mọi người đều không muốn đối mặt nhưng mà hôm nay thì sao rõ ràng chỉ là ngày thành hôn của hai người rất bình thường vậy mà thiên kiếp lại nghỉ ngơi rồi thiên kiếp đang nghỉ ngơi ấy lại xuất hiện ở trong hôn lễ thân ảnh của bọn họ rơi xuống mở đường cho bọn họ thủ hộ cho bọn họ còn trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Đây mà là thiên kiếp sao? Ban đầu bọn họ chỉ cảm thấy hôn lễ này có chút không đúng mà thôi, không ngờ tới nó sẽ không đúng tới mức như thế này. Mấy người lục cổ mở to hai mắt, cảm giác không đúng cho lắm. Đây thực sự là sức mạnh của con gái bọn họ ư? Nhưng mà, tại sao nghịch tử kia lại có thể thông long được như vậy? Dường như là đã nhìn quen những việc này rồi. Nhưng bọn họ có nghĩ thế nào cũng không tìm ra được nguyên nhân. Chẳng lẽ đây là do con gái của bọn họ chỉ điểm? Nhưng mà con gái vẫn chưa ra đời, không thể đặc biệt được tới mức này đúng không? Cả đám người ở phía dưới đều xem đến ngây ngẩn cả người. Mấy người hoa quý cũng kinh ngạc tới mức không khép được miệng. Vợ chồng miêu Đồng cũng cảm thấy chuyện này vô cùng kinh khủng. Kiều vô Tinh quan sát quá trình diễn ra hôn lễ của lục thủy xong không khỏi hoài nghi nhân sinh. Đây là hôn lễ có cấp bậc gì thế này? Tường Vân kéo tới, thiên kiếp cũng tới luôn vậy mà lại chỉ vì cung nên mà thôi rốt cuộc thì lục gia khủng khiếp tới mức nào cơ chứ thiếu tông chủ kinh khủng mấy người nhạc phong lại một lần nữa thay đổi cái nhìn về thiếu tông chủ hắn không phải là tồn tại mà người có thể sánh bằng được ở nơi này có người có thể sánh vai với thiếu tông chủ sao lão tổ đạo tông kiếm nhất phong nam xuyên lão tổ trùng cốc tất cả đều cảm thấy vô cùng khó tin mặc dù tiên sơn thiên cơ lâu vũ không ở đây nhưng mà cũng cách đó không quá xa bọn họ truyền âm tới hỏi đương nhiên đáp án mà bọn họ nhận được là không dám nhìn không dám nói ai nấy đều khiếp sợ rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra ở lục gia thế mấy người đường di cũng không ngoại lệ các nàng đều xem không hiểu đây là mặt mũi của tử y thần nữ ư hay là lục thiếu gia hay là lục gia tuy nàng không hiểu nhưng mà nàng biết rằng đây là một chuyện tốt trong lúc đó lục thủy và mộ tuyết đã đi đến bậc thang trên cùng lúc này kỳ khê bưng một cái mâm tới là mâm cẩm tú trên mâm có một mũ phượng tương đối đơn giản thứ này dành cho mộ tuyết lục thủy đưa tay ra cầm lấy mũ phượng lúc này thiên địa dường như đều trở nên tĩnh lặng chỉ có âm thanh của trời thấp thoáng đâu đó mà thôi mộ tuyết nhìn theo động tác của lục thủy chờ đợi động tác của hắn. Lục Thủy nhìn Mộ Tuyết, sau đó cầm lấy mũ phượng kia đội lên cho nàng. Hắn vừa thu tay lại liền nhận được một nụ cười vô cùng sáng lạng từ Mộ Tuyết. Sau khi nhìn thấy nụ cười ấy, Lục Thủy mới thở vào nhẹ nhõm. Trong mắt của hắn chỉ còn lại mỗi nụ cười của Mộ Tuyết mà thôi, cưới một cái thế giới về. Sau đó, khóe miệng của hắn cũng cong lên thành một nụ cười. ầm. Uhm. Ngay giây phút này, vô số tường vân xuất hiện ở phía chân trời thiên kiếp trực tiếp thả vô số lôi đình ra tất cả lôi đình đập lên tường vân tường vân giống như là pháo hoa đang nở rộ ở trên không trung vậy ầm um, rầm ánh sáng bảy màu bắn ra từ trong thiên kiếp toàn bộ tu chân giới đều chứng kiến được một màn này sự xuất hiện của tường vân và lôi đình vô cùng rực rỡ cả tu chân giới chấn động lúc này mọi người một lần nữa nghe thấy âm thanh của thế giới dường như nó đang nói nhỏ rằng Kết thúc buổi lễ, hôm nay chư thiên phúc tinh cao chiếu. Ngay tại thời khắc này, người trước kia vẫn luôn luyện đang thất bại, phúc chí tâm linh cuối cùng cũng luyện được đang dược. Cái này thành công. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thế? Với lại, cái gì mà kết thúc buổi lễ, chư thiên phúc tinh cao chiếu. Ở những nơi khác, người vẫn luôn không hiểu được trận pháp, đột nhiên hiểu rõ nó. Người bồi dưỡng pháp bảo bản mệnh, tuy giống như dẫm lên băng mỏng, nhưng lại thuận lợi đến một cách kỳ lạ cả tu chân giới đều điên cuồng ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không hôm nay rốt cuộc là nơi nào đã diễn ra chuyện gì có thể khiến cho thiên địa trực tiếp biến hóa luôn thế thấp chống vui mừng buổi lễ kết thúc chư thiên phúc tinh cao chiếu từ những thứ này có thể suy ra được một điều là một chuyện cực kỳ đáng để vui mừng ai mà chẳng biết chuyện đó rất đáng mừng cơ chứ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì được cả thiên địa chúc mừng đây rốt cuộc là ngày vui cả ai vậy nhìn lên bầu trời kìa là tường vân thiên kiếp như một kiếp nổ rực rỡ bùng cháy nếu như có thể chứng kiến được tận mắt thì đúng thật là phúc đức ba đời người của tiên đình cũng nghe thấy âm thanh này nhưng mà bọn họ không suy nghĩ nhiều như thế bởi vì khi tường vân xuất hiện khắp cả thế giới đều sáng chói rực rỡ bắt đầu thu thập tường vân nở rộ đừng chạm vào những cái nào chưa nở thái nhất tiên quân lập tức bảo người đi thu thập tường vân bọn họ đợi nó suốt cả một ngày xem ra lời của những người kia là đúng hôm nay quả thật là có tường vân suýt nữa thì lỡ mất tiên cơ rồi chẳng ai biết rằng tường vân sẽ tồn tại trong bao lâu cả một khi bỏ lỡ nó có thể sẽ trực tiếp mất đi cơ hội mất đi hy vọng nhưng mà thái nhất tiên quân để ý thấy sự dị thường của phiến thiên địa này buổi thành hôn của một người vậy mà lại có thể được chư thiên chúc mừng, thiên địa chúc phúc. Hơn nữa, còn có phản âm của đại đạo truyền tới. Buổi thành hôn của một người lại có thể khiến cho thế giới sửa đổi quy tắc. Băng hải nữ thần nhìn về phía bầu trời, nàng càng cảm thấy khủng hoảng hơn nữa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Quang Minh thần hỏi. Ta nghĩ tới một loại khả năng. Băng hải nữ thần nói. Khả năng? Có liên quan tới lục gia sao? Quang Minh thần hỏi: "Đúng vậy, ta là người tỉnh lại sớm nhất, cho nên cũng tiếp xúc với nhiều thứ nhất. Sự thay đổi lúc này của thiên địa, cộng với những chuyện xưa kia, làm ta nghĩ tới một khả năng cực kỳ đáng sợ." Băng Hải nữ thần nhìn về phía Quang Minh thần, sau đó há hốc mồm. Quang Minh thần nghe thấy âm thanh đó xong, con người cũng co rụt lại. Bọn họ nhìn về phía chân trời. Hắn kinh ngạc nói: lo lắng của ngươi có lẽ đã trở thành sự thật rồi khó trách khó trách việc này vẫn luôn thất bại thì ra ngay từ đầu chúng ta đã thất bại rồi không minh hải vực lãnh địa của hải yêu lúc này các nàng đều đang nhìn màn hình dù ở trong biển thì các nàng vẫn cảm nhận được tường vân qua thì ra đây là lý do tại sao nữ vương lại muốn tham dự hôn lễ này ta cũng muốn tham gia loại hôn lễ như thế này không thể chứng kiến tận mắt, thật là một điều đáng tiếc. Đây là mặt mũi của người thành hôn ư? Hai người kia chắc chắn không phải là người bình thường. Đúng thế, đúng thế, nếu như là người bình thường thì bọn họ có thể mời được nữ vương sao? Người này phải kinh khủng tới mức nào cơ chứ? A à, a, à, à, đáng tiếc quá đi, ta không có thiệp mời. cung chớp chớp mắt, nó không hiểu mọi người đang nói cái gì cả. Nhưng mà, nó nhìn thấy chủ nhân và nữ chủ nhân sau này nó có thể để làm tọa kỵ cho bọn họ. "Cung, ngươi có thiệp mời không?" Có một Hải Yêu vỗ vỗ vào cung, hỏi nó. "Cung tỏ vẻ mình không có hiểu, thiệp mời là cái gì?" "Ngươi không biết thiệp mời là cái gì hả? Để ta cho ngươi xem thử." Lúc này, có Hải Yêu đi tìm hình của thiệp mời rồi đưa qua cho nó xem. Sau đó, cung có hơi nghi hoặc một chút, rồi nó lấy ra một tấm thiệp mời. Hình như là nó có. Có Hải yêu thấy được thiệp mời thì vô cùng kinh ngạc nói: Có thiệp mời thật nè. Mọi người cũng không quan tâm lắm, cũng phải xem đây là thiệp mời của ai đã, nàng cầm lấy tấm thiệp mời rồi nhìn xuống. Nàng ngây ngẩn cả người, sau đó hỏi: Hôm nay là ngày 15 đúng không? Đúng vậy, sao thế? Có Hải yêu trả lời: Hôn lễ mà nữ vương tham dự là của ai? Ta từng nghe bọn họ nói rằng đây là hôn lễ của một người họ Lục lục thủy và mộ tuyết đúng rồi chính là cái tên này sau đó tất cả mọi người đều rung lên nhìn thiệp mời nàng thấy mọi người đều nhìn sang thì nói côn thật sự có thiệp mời a a a sao không nói sớm chúng ta đi liền đi qua wow. cả đám hải yêu vây xung quanh côn hoảng ép nói côn lợi hại như thế sao chúng ta kết bạn với nhau đi sau này nếu như có thiệp mời chúng ta có thể cùng đi. Ta nữa, cùng chúng ta kết bạn nha. Cùng thấy những hải yêu này thân thiện như thế, nó vô cùng vui vẻ mà lắc lư cái đuôi. Tại quảng trường Lục Gia, tất cả mọi người đang quan sát ngày thành hôn của Lục Thủy đều sững sờ, bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy một màn kia. Sự dị thường của thiên địa, thanh âm của thế giới. Buổi lễ kết thúc, thiên địa chúc mừng. Chư thiên phúc tinh cao chiếu. Chuyện này đúng là thiên phương dạ đàm hắc ám nữ thần nhìn lục thủy và mộ tuyết trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ là như thế chắc chắn là như thế sai rồi tất cả mọi người đều sai rồi tất cả mọi người đều đã bỏ lỡ cơ hội phật môn u la nhìn lục thủy châu mày lại cuối cùng thở dài một tiếng nói cuối cùng cũng phải đối mặt với tất cả toàn thân chiến thần đã mất đi sức mạnh hắn hiểu ra một chuyện trên đời này không có ai là lưu hỏa cả chỉ có thiếu gia của lục gia lục thủy tất cả mọi người đều sai cả rồi đặt nhầm mục tiêu lên người đứa con thứ hai người đáng sợ thật sự hoàn toàn không phải là đứa con thứ hai mà là đứa con thứ nhất vốn bị bảo là phế vật lục thủy sự thay đổi của thiên địa lấy lục thủy làm trung tâm thiên kiếp hầu ở hai bên trái phải thiên địa cuối người chúc mừng hôm nay là ngày mà khắp chốn vui mừng và việc này hoàn toàn không liên quan gì tới đứa con thứ hai cả nó diễn ra là vì đây là ngày thành hôn của lục thủy thì ra là như vậy thì ra là như vậy lục thủy mới là người được nhắc tới trong lời tiên đoán hắn mới là đại địch của nhóm người đế tôn thiếu tông chủ của ẩn thiên tông lưu hỏa đó chỉ là thủ thuật che mắt người khác của hắn mà thôi nếu là như thế thì tất cả mọi chuyện đều được giải thích rõ ràng tất cả mọi người đều đã từng đi thăm dò nhưng mà cuối cùng đều không thể nhận được kết quả chính xác chuyến đi thăm dò hoặc là bị đánh gãy hoặc là xuất hiện dị tượng mê hoặc tất cả mọi người không ai chú ý tới lục thủy để hắn có cơ hội trưởng thành để hắn từ nhỏ bé trưởng thành tới mức có thể giao thủ với mấy người đế tôn đây là lỗi của bọn họ không thể phát hiện ra chuyện này sớm hơn mà người hoảng sợ nhất không phải là tam đại thế lực mà là phân thân của thiên sinh thần đang ở thu vân trấn hắn nhìn về phía của lục gia ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ thiên thiên địa cộng chủ lục và cửu đều không thể làm được tại sao người này lại có thể làm được là người mà thiên cơ nói sao là hắn không không thể ở lại nơi này không thể dừng lại ở hải vực thiên sinh thần lập tức quay đầu bỏ chạy trốn trốn đi thật xa vĩnh viễn không quay lại sẽ chết sẽ thật sự chết đi trốn nhưng lúc hắn còn chưa hoàn toàn trưởng thành thiên sinh thần phát giác ra nguy hiểm liền không hề do dự không hề dừng lại hắn cần phải góp nhặt đủ lực lượng để thay đổi vị trí bản thể của mình hắn sẽ không quay lai tu chân giới sẽ không xuất hiện ở đây nữa vĩnh viễn cũng không nỗi sợ hãi chiếm đầy lòng hắn thân là thiên sinh thần hắn sẽ không cảm nhận sai thiên địa cộng chủ vạn vật chúa tể thanh âm của thế giới chưa từng xuất hiện bao giờ cả lúc cửu vẫn lạc cũng chỉ có đại số cư thông tri mà thôi buổi lễ kết thúc lục thủy hoàn toàn không quan tâm tới những cuộc đối thoại diễn ra sau đó lần sau khi con hắn cưới vợ sẽ đến lượt hắn đến lúc đó chư thiên an bình nghe hắn nói chuyện rất mong chờ tới thời điểm đó sau đó lục thủy dẫn mộ tuyết về chỗ ở đương nhiên là không cần phải đi bộ rồi có sẵn cổng không gian rồi chỉ dẫn mộ tuyết đi vào là được không biết cổng không gian này là do vị trưởng lão nào mở nữa sau khi lục thủy và mộ tuyết đi qua cổng không gian liền tới được cửa viện cổng không gian cũng biến mất lục thủy kéo mộ tuyết vào bên trong có điều nàng không hề di chuyển hắn lùi về sau nhìn mộ tuyết mộ tuyết biểu môi nói lục thiếu gia không ôm ta đi vào trong à ở kiếp trước không phải cũng là đi bộ sao khi đó vẫn chưa thân thiết lắm hắn có muốn ôm cũng không thể ôm được nhưng mà lục thủy cũng không từ chối hắn đi tới bên cạnh mộ tuyết rồi bế nàng lên đương nhiên là bế kiểu công chúa rồi ngày đại hôn mà nếu như bị nâng lên thì cũng có hơi khó coi mộ tuyết ôm lấy cổ lục thủy gương mặt của nàng tràn đầy ý cười nói lục thiếu gia có hài lòng hay không ta phá lệ mà cười với ngươi đó nếu không thì mộ tiểu thư khóc một lần đi. Lục thủy ôm mộ tuyết đi vào bên trong. Mộ tuyết dựa người vào trong ngực lục thủy rồi nói. Một lát nữa ta có thể đánh cho ngươi khóc luôn. Lục thủy. Lục thủy ôm mộ tuyết đi vào trong phòng, hắn nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống giường. Đặt mộ tuyết rồi xuống xong, hắn được nhiên cũng ngồi xuống theo. Hắn đưa tay ra giúp mộ tuyết gỡ những thứ ở trên đầu xuống, như thế sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều quần áo thì không vội. Lục thiếu gia, ngươi nói thử xem, một lát nữa chúng ta có cần thay quần áo để đi ra ngoài xem khách hay không? Mộ tuyết hỏi. Lần trước không phải cũng chẳng đi xem sao, đã kết hôn lần thứ hai. Bịch. Mộ tuyết đánh một quyền vào bụng của lục thủy, nàng chu mỏ nói. Nói chuyện cho đàng hoàng. Lục thủy xoa xoa bụng, hắn phát hiện nàng đánh không hề đau một chút nào cả. Không quen lắm sau đó mộ tuyết lại nói lần trước trong số những người khách kia không có ai là người do chúng ta mời tới cả lần này lại có rất nhiều mộ tuyết nói xong thì phát hiện tay mình bị lục thủy tóm lấy nàng có hơi nghi hoặc mộ tiểu thư ngươi đánh lại một lần nữa đi ta không thấy đau một chút nào cả cảm thấy có hơi lạ không quen cho lắm lục thủy nói mộ tuyết không cần đang trong thời gian đại hôn ta sẽ không đánh ngươi. Chỉ cần có chút cảm giác là được. Lục thiếu gia có nghe hay không hả, ai nha? Hai người khoa tay múa chân với nhau, sau đó nghe một tiếng vịt vang lên, cả hai cùng ngã xuống giường. Lục thủy nhìn mộ tuyết ở bên cạnh, nói. Cấp độ kia thì để sau đi, chúng ta đi ra ngoài trước đã. Ừ. Mộ tuyết gật đầu đồng ý. Một lúc sau. Y phục này phải cởi như thế nào? không giống với lần trước. Khà khà, đường di đổi giúp ta đó. Quảng trường lục gia. Sau khi nghi thức kết thúc, mọi người không còn áp lực gì nữa. Đại nhân về với đại nhân, trẻ nhỏ về với trẻ nhỏ. Mỗi người đều bận rộn chuyện riêng mình. Tân Lan Tân Nương đi vào rồi là không thấy ra nữa, còn tưởng rằng sẽ ra ngoài. Có thể nhìn ở khoảng cách gần một chút. Một người thanh niên cầm túi, cẩn thận từng ly từng tí cho điểm tâm vào. Không nói thì thôi, nhưng mấy món điểm tâm này ăn cực kỳ ngon. Chỉ là lúc đang lấy đồ thì đụng phải một đồng nghiệp. Đối phương dùng một cái hộp đựng đồ. Người thanh niên nhìn sang, phát hiện đó là một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp. "Đạo hữu đây là?" Người thanh niên chỉ chỉ vào hộp của đối phương. "Ha ha, trong nhà có một mẹ già không rảnh đến, ta mang chút đồ về cho mẹ." Sơ Vũ cười cười xấu hổ nói, sau đó chỉ chỉ vào túi của đối phương đạo hữu cái này hắn muốn mang về để dành viết tiểu thuyết từ giờ đến cuối tháng không lo không có cái ăn nữa cuối tháng nào cũng phải uống gió tây bắc rất ngán ha ha cũng giống đạo hữu vậy ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta tục nhân thanh niên cười nói vậy chúng ta tới bên kia đi nghe nói thật ra bên kia là tốt nhất hai người cũng ổn hơn chút sơ vũ đi trước dẫn đường có lý có lý Thanh niên gật đầu đuổi theo. Tên của đạo hữu là. Mưa rơi thật lớn, đạo hữu thì sao? Sơ Vũ đang học đại học, kim viết tiểu thuyết, đạo hữu rảnh có thể xem thử. Gần đây sách của ta đang có bước phát triển mới. A, à, đồng nghiệp mà, hai ba tháng nữa ta cũng muốn viết một cuốn sách mới, giúp đỡ nhau được chứ? Đạo hữu thế mà cũng là người theo nghề này, thật hiếm thấy. Đúng rồi, đạo hữu có bao nhiêu bạn đọc? Không nhiều lắm đọc sách đặt mua có hơn 1.000 người, cũng nhờ có hơn 1.000 người này ủng hộ ta, ta mới có thể tiếp tục viết. Đại lão mà, ta chỉ có 10 người. Ha ha, cùng nỗ lực, cùng nỗ lực. Sau đó hai người kéo sang bàn trà bánh mới, chỉ là có hơi thiếu. Ít như vậy, ra tay có phải sẽ có chút lộ liễu hay không? Người thanh niên nói. Xem ta đây. Sơ vũ ngoắt tay với đông phương trà trà đúng lúc qua đường, nói đông phương tiên tử đông phương tiên tử đông phương trà trà có chút nghi hoặc nhìn sơ vũ chỉ chỉ chính mình gọi ta sao đúng thế sơ vũ lập tức gật đầu sau đó đông phương trà trà đi tới hiếu kỳ hỏi có chuyện gì điểm tâm bàn này đã ăn xong rồi còn nữa không sơ vũ chỉ vào bàn điểm tâm hỏi có nha các ngươi có muốn không ta tìm mẹ ta bảo người bưng thêm tới Đông Phương trà trà mở miệng nói. Đông Phương tiên tử uy vũ. Đông Phương tiên tử bá khí. Hắc hắc, không có không có. Đông Phương trà trà gãi gãi đầu, nói. Chỉ là tay suýt chút nữa bị đậu nha cắn. Tiền bối, tiền bối có muốn chuyển sang nơi khác hay không? Thạch Minh có lòng tốt nhắc nhở Ma Tu Thì Hạ ở một bên. Lúc này, Ma Tu Thì Hạ mặt mũi bầm dập, ngồi cũng ngồi không yên. Không, ta không tin, ta có nhiều thiên phú như vậy, lại không có nổi một cái cản được vận rủi của ngươi. Ta còn có cái thiên phú, đó chính là kháng thể biến hóa, chỉ cần thân thể chịu đựng lâu liền sẽ sinh ra kháng thể. Ta muốn có kháng thể đối kháng với vận rủi của ngươi. Đừng có đi, quyết chiến tới hừng đông. Ma tu thì hạ mở miệng nói. Thạch Minh Thiên ngâm tiên tử, bên này bên này, ta mang ngươi đi ăn, đây đều là do mẹ ta làm, Đông Phương trà trà vất tay kéo thiên ngâm tiên tử đi. Thạch Minh nhẹ nhàng thở ra, không ảnh hưởng tới sư tỷ là tốt rồi. Vì sao hắn toàn gặp phải mấy tiền bối kỳ quái như thế này chứ? Bản thân đã không có cách nào tùy ý đi lại. Nhất là hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Về sau vẫn nên không ra khỏi tông môn thì tốt hơn, trốn trong tông môn an toàn hơn nhiều. Bên ngoài dù không gặp được Đông Phương đạo hữu. Không đúng, không phải là nếu hắn không tham gia hôn lễ của Đông Phương Đạo hữu thì sẽ bắt đầu xui xẻo đấy chứ. Giống như rất có khả năng. Lâm Hoang Hoang ăn điểm tâm, hoảng sợ nói. Cái này ăn thật ngon. Mẹ của ta làm đó, ăn rất ngon đúng không? Đông Phương trà trà tươi cười. Thiên Ngân tiên tử cũng nếm thử, có chút chấn kinh. Đây là thứ ngon nhất nàng từng ăn. Mẹ của trà trà tiên tử, thật sự lợi hại kiếm lạc ăn một miếng cũng cảm thấy chấn kinh nàng bất chợt nhìn sang sơ vũ ở phía xa hắn lúc này đang nói chuyện rất vui vẻ với một thanh niên khả nghi nàng chưa từng thấy qua ngày nào bị bán cũng không biết còn kiếm tiền giúp đối phương kiếm lạc suy nghĩ trong lòng đúng rồi các ngươi đưa lễ vật gì tới vậy lâm hoang hoang đột nhiên tò mò hỏi của ta là lão tổ tặng kiếm lạc đáp nàng đi theo lão tổ tới cho nên không cần đưa có điều sơ vũ hình như tặng một viên ngọc không quý cũng không bình thường chúng ta mua một đồ vật tương đối bình thường thiên ngâm mở miệng nói bọn nàng quả thật không có nhiều linh thạch như vậy có điều nhìn qua cũng không có vấn đề gì bọn nàng tu vi yếu không cần vật gì tốt trà trà đưa cái gì lâm hoang hoang tò mò hỏi ta không cần đưa a à, ta tới từ cổng không gian hộp quà chuẩn bị chưa có đưa ra ngoài. Đông Phương trà trà lấy hộp quà ra, nói. Nhìn này, ta tặng cái này. Sau đó, các nàng liền nhìn thấy bên trong hộp quà của trà trà có một bức tranh. Trên đó vẽ hai người, một nam một nữ mặc hồng trang. Hắc hắc, vẽ không đẹp, Nhã Nguyệt cứ nói ta như vậy. Đông Phương trà trà nói. Lâm hoang hoang vẽ mặt kinh ngạc. Chúng ta bỏ ra rất nhiều tiền sinh hoạt, sớm biết vậy chúng ta cũng đưa một bức tranh tới đây chính là tiền bánh bao rất nhiều ngày của nàng nói đến đây nàng nên ở đây ăn bù cho đủ những thứ này ăn thật sự là ngon đến ly kỳ danh dự trọng đứng đó trông có chút cô độc làm một cường giả nhất định là cô độc khí chất nhất định phải khống chế nghiêm ngặt đề nghị ngươi ăn một chút nếu không ngươi sẽ hối hận đấy hơn nữa nơi này cường giả rất nhiều Lật tới mấy trang cũng không có tên ngươi đâu Công chúa một nhiễm đưa cho danh giữ trọng một món ăn Nói Danh giữ trọng nhận lấy Cắn một miếng Sau đó Thứ này lấy ở đâu Lấy cho ta đi Chờ ta Ta đến chỗ không người đổi khí chất khác Mấy người nhã nguyệt tự nhiên là đi theo vài người trong tộc Lễ phép là phải có Chờ chút nữa đi tìm trà trà tỷ tỷ sau Mà người mộ gia được mời tới cả đám đều kinh ngạc nhìn hôn lễ. Vừa mới ra trận đã rung động tới mức khiến bọn hắn không thể nào quên. Nhất thời không ai dám nói một câu không phải. Vừa nói, cảm giác như sẽ lập tức có thiên kiếp giáng xuống đầu bọn hắn. Cái này giấu cho tỷ tỷ đi. Nhã lâm len lén thu lại điểm tâm. Bị mẹ thấy được sẽ bị mắng. Nhã nguyệt ở một bên nhắc nhở. Trong hôn lễ không thể tùy ý giấu đồ đi. Cái này khác với đồ ăn vặt của ngươi nhã lâm cảm thấy có chút đáng tiếc ha ha chúng ta có thể trực tiếp bưng đi nếu không chúng ta đến phòng bếp trực tiếp bưng đông phương trà trà lại chạy tới thật sự có thể sao nhã lâm vẻ mặt hưng phấn đi ta đưa các ngươi đi phòng bếp thám hiểm đông phương trà trà lôi kéo nhã nguyệt và nhã lâm lại kéo theo mấy người lâm hoang hoang quyết định tới phòng bếp thám hiểm thật sự là không thể tưởng tượng nổi cơ tầm đứng trước bàn điểm tâm vừa ăn vừa nói chưa bao giờ nghĩ tới trên đời lại có thứ như này tồn tại không thể tưởng tượng nổi điểm tâm này ăn lại ngon như vậy cửu cũng vừa ăn điểm tâm vừa nói nhị trưởng lão nhìn hai người nếu như không đoán sai đây đều là người đã chết thật sự có thể ăn ra cảm giác gì sao vừa nghĩ nàng cũng vừa cho điểm tâm vào trong miệng thiên kiếp và tường vân tại sao lại làm đến tình trạng này nhị trưởng lão hơi nghi hoặc một chút Chúa tể thành hôn, cũng chỉ có một lần này, không cố gắng một chút, không phải là không nể mặt mũi sao. Cửu vừa cười vừa nói. Chờ về sau ngươi liền có thể hiểu, cụ thể là có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh thôi, không đến mấy tháng nữa. Ngươi cũng sẽ biến mất theo sao? Nhị trưởng lão nhìn cửu, hỏi. Tiểu tiểu đình, ngươi có phải bắt đầu không nở để ta đi rồi hay không? Cửu chọc chọc gương mặt nhị trưởng lão, vừa cười vừa nói nhị trưởng lão không nói gì nhưng sau đó sẽ xảy ra cái gì nàng cũng không biết sau đó sẽ là chuyện của mấy người đế tôn kia lục thủy sẽ đi tìm bọn hắn sau đó đi một chuyến tới chỗ minh tất cả đại khái sẽ viên mãn khi đó ta cũng sẽ nói cho ngươi tất cả cửu vỗ vỗ đầu nhị trưởng lão nói ta thì sao cơ tầm hỏi cái này phải xem lục thủy đường đi của hắn tương đối táo bạo cửu cười nói. Tại sao ta lại có cảm giác con trai so với con gái còn đặc biệt hơn nhỉ? Đông Phương Lê Âm nhìn lên bầu trời, mở miệng nói. Mặc dù lúc này đã không còn cái gì nữa, nhưng nàng có một loại cảm giác. Thiên kiếp hay tường vân đều có thể đi ra bất cứ lúc nào. Thoạt nhìn là như vậy, nhưng đầu óc nghịch tử kia cũng không biết là chứa cái gì. Lục cổ cao mày nói. Dù nói thế nào, mấy thứ trước đó đều không bình thường con gái của bọn hắn giống như không có mặt mũi lớn như vậy con trai của hắn mặt mũi hẳn là lớn hơn vì sao con gái của ta lại bình thường như thế chứ đông phương dạ minh thở dài một tiếng lục thủy thành hôn trời đất biến đổi lớn lục miễu miễu mang thai tường vân hiện ra thiên kiếp hộ tống con gái của hắn trà trà là cái gì chỉ là tam giai trẻ tuổi nhất tu chân giới là thành viên có thiên phú lớn nhất trong tộc quá bình thường lục cổ nhìn đông phương dạ minh cảm thấy người này giống như đang khoe khoang con gái của mình vậy bình thường mà nói trà trà mới là thiên tài thật sự thiên địa dị biến cũng không mang tới biến hóa thực chất nào chỉ là dễ bị để mắt tới hơn mộ huynh cảm thấy lục thủy như thế nào lục cổ thử hỏi mộ trạch bọn hắn tuổi cũng tương đối lớn ngược lại cùng đợi ở một chỗ dáng vẻ khó lường Mộ Trạch mở miệng nói, những cái khác thì khó nói. Tóm lại, Lục Thủy thật sự không được. Dì Đường ở một bên không nói gì. Mộ Tuyết mới khó lường. Lão Tổ Đạo Tông nhìn đủ loại biến hóa, hắn không cần rõ những cái khác, chỉ cần rõ một chuyện là được rồi. Đạo Tông và Lục gia đời đời giao hảo, đáng tiếc không có người thông gia. Lúc này còn quản cái gì mà thù cũ, còn để ý cái gì mà tam đại thế lực viễn cổ? lục gia căn bản không thể chọc không cùng mấy vị nữa ta muốn đi tìm đệ tử của ta một chút nhật thủy tam thiên là người đầu tiên rời đi ta cũng muốn đi tìm tiểu nha đầu ngưng hạ kéo theo hồng tố rời đi các ngươi quá yếu ma tu huyết trần cũng rời đi cả đám đều rời đi đi vào quảng trường ăn chút gì đó đi không giải phóng sức mạnh thì sẽ không bị nhận ra về phần nữ vương hải yêu nàng đã tìm một chỗ ngủ chờ kết thúc thì thức dậy sau đó trở về không ai có thể làm ảnh hưởng tới nàng vừa rồi bị kinh hãi cần ngủ một giấc lấy lại tinh thần chạng vạn tối lục thủy đang giúp mộ tuyết buộc tóc lục thiếu gia chàng nói xem bọn họ đã rời đi chưa mộ tuyết ngồi trước mặt lục thủy tò mò hỏi hẳn là chưa đi lần trước hình như phải rất muộn mới kết thúc không biết bọn họ đang làm gì Lục thủy nhẹ nhàng nói. Lục thiếu gia, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Mộ tuyết chỉ chỉ ra giường bên cạnh, nói. Không có vết đỏ, nhỡ đâu bị mẹ biết, liệu có cảm thấy ta không phải tiểu thư khuê cắt hay không? Lần đầu gã tới, cũng không tính là. Lục thủy đáp lại. Mộ tuyết trực tiếp quay người nhìn lục thủy, tức giận nói. Còn không phải tại lục thiếu gia sao? Lại nói, lần đầu tiên ta gã tới, rõ ràng chính là tiểu thư khuê cát cái gì cũng không hiểu suýt chút nữa còn khóc lên lục thủy quay người mộ tuyết lại tiếp tục buộc tóc cho nàng thật sự không được thì mộ tiểu thư đi ra ta cho nàng thả một chút sao lại là ta chàng không được à mộ tuyết hừ một tiếng nói mỗi người một chút công bằng một tẹo lục thủy nói hừ mộ tuyết quay đầu một hồi lâu sau hai người mặc đồ bình thường đi ra sân nhỏ. Lúc này, mộ tuyết mặc một tiên váy màu đỏ. Lục thủy thì bình thường hơn một chút. Đi tới chỗ quảng trường, hai người phát hiện quả thật vẫn còn rất nhiều người. Tách! Vừa mới đi ra, hai người đã cảm thấy có người đang chụp trộn. Sau đó, chị dâu nhìn bên này. Đông Phương Trà Trà lập tức kêu lên. Lục Thủy. Sao khắp nơi đều có Đông Phương Trà Trà vậy? mộ tuyết kéo tay lục thủy quay sang phía trà trà hơi mỉm cười nàng lúc này tóc được buộc lên xinh đẹp nhìn như thiếu nữ 19 tuổi được rồi nàng chính là thiếu nữ 19 tuổi lấy chồng hơi sớm sau đó mộ tuyết liền bị mấy người đông phương trà trà kéo đi lục thủy đi tới hiện trường hôn lễ định ăn chút gì đó sau đó đọc sách kết thúc rồi thì sẽ không có vấn đề gì về phần muốn làm gì lần đầu tiên hắn cũng không hiểu ở kiếp trước căn bản không có đi ra ngoài đi ra cũng là mất mặt xấu hổ cho nên từng người trong tộc đều ước hắn cứ ở trong phòng cùng mộ tuyết là được rồi nếu như có thể có chút thành quả thì càng tốt sau đó lục thủy nhìn thấy thạch minh và ma tu thì hạ hai người này khiến cho hắn có chút hiếu kỳ sau đó hắn đi đến bàn của hai người này ngồi xuống các ngươi đang làm gì thế nhìn thấy lục thủy tới thạch minh luống cuốn. bởi vì lục thủy tới cũng tức là hắn sắp gặp xui xẻo ma tu thì hạ cũng có chút bối rối hắn cảm thấy mình hình như càng xui xẻo trăng rắc ầm ghế của hai người cùng lúc gãy cả hai ngã xuống đất lục thủy ăn ý như thế sao đổi cho bọn hắn cái ghế lục thủy nói với một trong ba người sinh ba hoa quý các nàng hôm nay ở hôn lễ hỗ trợ cho nên có thể tham gia bình thường rất nhiều người hâm mộ các nàng dù sao thì lục gia cũng có rất nhiều cường giả phụ thuộc không phải ai cũng có thể trực tiếp đi vào hiện trường vâng thiếu gia hoa quý lập tức đáp ứng các nàng đã đổi rất nhiều ghế cho nên xe nhẹ đường quen chỉ là lần này khác với những lần trước cả hai đều gãy ghế lục thủy lấy sách ra nhìn đành ngồi cùng hai người đàn ông cô độc này đi thạch minh thủ lĩnh tìm được ngươi rồi thạch đầu nhân đột nhiên đi tới ngồi đi lục thủy nhìn lên sau đó để thạch đầu nhân ngồi ở một bên hắn là tới đưa báo cáo công tác gần đây làm việc không sai hy vọng thủ lĩnh sẽ tiếp tục thuê mướn hắn nhất là một người thời kỳ viễn cổ hắn hiểu rõ chỗ tốt của việc có việc làm ổn định hơn nữa thân phận của ông chủ cao càng có nhiều chỗ tốt không người nào dám cất nợ tiền lương của hắn chỗ nào cũng dễ nói chuyện thủ lĩnh chính là có loại địa vị thân phận như vậy sau đó thạch đầu nhân ký hợp đồng làm việc 3 năm hắn cảm thấy rất hài lòng chờ thời cơ chín mùi rồi hắn có thể đi ăn máng khác tìm chỗ làm việc khác khi đó thu nhập hẳn sẽ tăng lên rất nhiều chỉ là không bao lâu sau trăng rắc ầm ba người cùng ngã xuống đất lục thủy rất tò mò nhìn thạch đầu nhân sau lần này thạch đầu nhân cũng ngã theo rồi trên lý thuyết chỉ có mỗi thạch minh thôi mới đúng sau đó hắn đặt ánh mắt lên người ma tu thì hạ xem ra vấn đề là ở đây thiên phú của ma tu thì hạ không phục đang gây hấn với thạch minh sau đó vận rủi của thạch minh liền ảnh hưởng đến ma tu thì hạ ma tu thì hạ tiên phú phát động bắt đầu đem vận rủi khuếch tán đến những chỗ khác khuếch tán đến cả lục thủy bên này nhưng lại bắn ngược trở về bắn ngược trở về lại lần nữa khuếch tán sau đó lại bắn ngược trở về thạch đầu nhân liền bị thương thật thú vị cứ bắn ngược lại như vậy không biết có thể bắn đến chỗ xa hơn không nếu như có thể nhất thời lục thủy cảm thấy khắp quảng trường đều có thể bị ảnh hưởng sau đó hắn tiếp tục xem sách để xem kết quả sẽ thế nào chủ yếu vẫn là muốn xem vận rủi của thạch minh có thể mạnh tới mức nào cẩu tử đứng trên người cẩu ngạo thiên ăn đồ ăn cẩu ngạo thiên lần này rất hào hứng bởi vì nếu như không có cẩu đại gia nó sẽ không thể đi vào hơn nữa còn có thể ăn rất nhiều thứ chỉ là lúc cẩu tử đang ăn cẩu ngạo thiên bỗng trượt chân một cái ném cẩu tử ngã xuống đất cẩu ngạo thiên ngây người cẩu đại gia ta không cố ý Cậu ngạo thiên lập tức giải thích cậu tử không nhìn cậu ngạo thiên mà nhìn chầm chầm về phương xa. cảm thấy bên kia có truyền tới một đạo khí tức quỷ dị. đi qua nhìn một chút ta ngược lại muốn xem xem là tên nào không cần mạng, dám nháo sự trong hôn lễ của cậu gia ta. sau đó cậu tử trực tiếp mang theo con chó tùy tùng giết tới mấy người a mãn ngồi một bàn đau răng tiên nhân cũng ở bàn này. xảy ra chuyện gì rồi A mãn tò mò hỏi, hắn chỉ là một người trồng trọt bình thường hình như có một khí tức tương đối lợi hại đang khuếch tán sẽ ảnh hưởng tới vận khí của một số người hoặc là nói sẽ khiến một số người gặp xui xẻo đau răng tiên nhân giải thích một câu nhàn cẩm tiên tử rất là tò mò nói quấy rối ở chỗ này không phải là không muốn sống sao tình huống trước đó ai cũng nhìn thấy thiếu gia lục gia thành hôn thiên địa chúc mừng bất kể có phải là vì lục gia đặc biệt hay không hôn lễ này không phải nơi người bình thường có thể náo loạn chỉ là rất nhanh sau đó Cậu tử liền trở lại hôn lễ nhàm chán nên thêm chút vui thú ta cảm thấy cái này rất tốt Cậu tử cực kỳ đồng tình với lý do mình té ngã này thay đổi nhanh như vậy nhàn cẩm tiên tử có chút ngoài ý muốn hẳn là có liên quan tới tiểu huynh đệ lục thủy đao răng tiên nhân nói không lâu sau đó ở bàn nhóm mấy người kiếm khởi và kiều càng đổ đột nhiên gãy mất choang chén của kiếm khởi vỡ nát bình rượu trong tay kinh hải cũng vỡ nát mấy người vẻ mặt hoang mang kiều càng có chút kinh nghiệm hắn nhìn về phía xa nói không phải là thạch minh đấy chứ hắn có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao kiếm khởi hơi nghi ngờ nói trên lý thuyết là không có trăng rắc bất chợt xung quanh bắt đầu có ghế gãy xuống mấy người kiều càng lập tức đứng lên không dám tiếp tục ngồi tóm lại bất kể như thế nào đều sẽ có vấn đề qua ghế gãy rồi ăn đồ ăn cũng khó nhã nguyệt ngươi ném lên trời như vậy sẽ rất khó ăn được giọng nói của đông phương trà trà vang lên mặt nàng đỏ bừng đại khái là đã uống rượu kỹ nhỏ ngồi trên bả vai nàng mặt cũng đỏ bừng đại khái là cũng đã uống rượu mộ tuyết đứng tại chỗ nhìn trà trà hồ nháo cũng không có ngăn cản chỉ là có chút tò mò vận rủi của sư đệ thiên ngâm sao lại kéo xa như vậy sau đó nàng nhìn sang phát hiện lục thủy đang ngồi ở bên kia lục thiếu gia ác như vậy sao hôn lễ của chính mình cũng không buông tha sau đó nàng cũng mặc kệ để mất người trà trà tiếp tục náo giờ phút này vận rủi bao trùm toàn bộ quảng trường tất cả mọi người đều nhận ra điều dị thường xảy ra chuyện gì không biết hay là có người bày trò đồ quái đản lục gia mặt kệ sao trước rời xa một chút xem nào đừng hình như cả đám đều không ra được có phải là đồ ăn quá nhiều hay không ăn không hết liền không cho ra ngoài các ngươi nhìn đi người thì xui xẻo nhưng đồ ăn đều không có việc gì nhưng không ăn được lúc ăn sẽ gặp chuyện không may cố lên nha giờ phút này khắp quảng trường đều xuất hiện biến hóa, từng người đều đang vận dụng thuật pháp để ăn gì đó. Chỉ là có chút gian nan. Đông Phương Lê Âm trước tiên lui ra, nàng tò mò nhìn một cận. Chị dâu, chị đặt lời nguyền rủ gì à? Một cận. Nàng không có thực lực này. Nhưng quả thật là có chút quỷ dị. ầm. Uhm. Đông Phương trà trà vừa mới nhảy lên liền ngã thẳng xuống đất. Nhân loại ngu xuẩn, không có ta ngươi đã ngã chết rồi. Chân thần duy nhất đứng trước mặt Đông Phương trà trà, vẻ mặt khinh thường. Sau đó quyết định đi tìm tiểu Hắc Cẩu kia chơi. Nhân loại ngu xuẩn, để nàng tự sinh tự diệt đi. Trừ khi nhân loại cầu xin nàng. Lục Thủy vốn đang đọc sách bỗng ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Thạch Minh và Ma Tu thì hạ lúc này không chỉ mặt mũi bầm dập, máu mũi cũng đã chảy ra. Lục Thủy cầm đôi đũa mới, ăn đồ ăn, phát hiện đồ ăn thật ngon. Sau đó hắn bắt đầu ngồi ăn các ngươi không ăn sao lục thủy hỏi ma tu thì hạ cười cười gặp miếng thịt cá cho vào miệng ăn ngay sau đó hắn ôm cổ ngã xuống đất lăn lộn là xương cá thạch minh thì thông minh hơn hắn ăn trái cây sau đó cũng ngã xuống đất lăn lộn thạch đầu nhân đã biến thành hòn đá lục thủy lắc đầu xem ra bọn hắn không muốn ăn đây là mợ làm sao cảm giác không quá giống không ngon bằng mợ làm lục thủy vừa ăn vừa đánh giá vài câu nửa đêm một đám người đã ăn xong bữa gian nan đi ra khỏi quảng trường thật sự là hôn lễ khó quên cảm giác suýt chút nữa đã không ra ngoài được đông phương trà trà bị một con khỉ lôi ra khỏi quảng trường nhật thủy tam thiên ở một bên nhìn đông phương trà trà uống say rồi lục thủy nhìn thạch minh và ma tu thì hạ nằm nhoài trên mặt bàn lắc đầu sau đó đi tìm mộ tuyết lúc tìm được mộ tuyết hắn phát hiện mộ tuyết đang ôm nhã lâm nhã lâm cũng say không biết là ai cho nàng uống rượu lục thiếu gia nhìn đi hôn lễ bị chàng làm hư rồi mộ tuyết trừng lục thủy một chút rất bình thường cho bọn họ thêm chút chuyện để làm lục thủy đi tới bên cạnh mộ tuyết nói lần trước đã giữ quy củ lần này không cần nữa đúng vậy Mộ Tuyết gật gật đầu. Bùng. Bất chợt, trên bầu trời, pháo hoa nở rộ. Đinh Lương đi tới ôm Nhã Lâm, để hai người có thể ở cùng nhau. Lục Thủy nắm tay Mộ Tuyết, đi tới chỗ cao. Bùng. Pháo hoa nở rộ. Cuối cùng biến thành từng đống sáng rơi xuống. Pháo hoa mừng hôn lễ. Lần trước cũng có. Mộ tiểu thư. Lục Thủy nhìn pháo hoa, nói khẽ từ hôm nay chúng ta lại là vợ chồng vậy trước đó thì không phải sao mộ tuyết nhìn lục thủy hỏi trước đó là tâm liền tâm bây giờ lục thủy xoay người nhìn mộ tuyết nói khẽ bây giờ là tay trong tay mặt đối mặt nói rồi lục thủy liền tiến tới gần bùng pháo hoa nở rộ bọn hắn dường như chỉ là hai con người bình thường đứng dưới pháo hoa chị dâu chúng ta đi ngủ đây Đông Phương Trà Trà dẫn theo Nhã Nguyệt và Nhã Lâm, bọn họ cùng nhau vẫy tay chào tạm biệt Mộ Tuyết và Lục Thủy. Mặc dù Đông Phương Trà Trà không đáng tin cho lắm, nhưng dù sao thì nàng cũng lớn hơn Nhã Nguyệt và Nhã Lâm. Năm nay Nhã Nguyệt mới 16 tuổi, Đông Phương Trà Trà đã 18 tuổi rồi. Nàng cũng có thể được coi là tỷ tỷ, cho nên nàng nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Nhã Nguyệt và Nhã Lâm. Đương nhiên là nàng sẽ không cậy mạnh, lúc không biết làm gì, nàng sẽ hỏi Hương Dụ cậy mạnh sẽ gây ra thêm phiền phức cho người khác đồng thời cũng không thể chăm sóc tốt được cho em trai và em gái hương dụ đã nói như thế mẹ cũng đã từng nói như thế hương dụ nói chắc chắn đúng mà mẹ nói cũng chắc chắn là đúng đợi tới khi nàng trở thành vô địch thiên hạ thì hương dụ mới sai mẹ cũng sai luôn ta không thể ngủ chung với tỷ tỷ sao nhã lâm hỏi đêm nay ngươi ngủ chung với ta ta dạy chữ cho ngươi Nhã Nguyệt đứng ở bên cạnh tức giận nói: "Không muốn, ta muốn ngủ chung với trà trà tỷ tỷ." Nhã Lâm lập tức chạy tới sau lưng của Đông Phương trà trà, ôm lấy đùi của nàng. "Được rồi, được rồi." Đông Phương trà trà xấu hổ cười. Có được một người em gái nhu thuận như thế, người làm chị như nàng cực kỳ có cảm giác thành tựu. Hiểu hiểu muội muội không biết điều được như thế. Đông Phương trà trà có viện tử của riêng mình tại Lục gia cho nên nàng hoàn toàn có thể dẫn theo người khác đi tới viện tử của mình không biết đêm nay hiểu hiểu muội muội ngủ ở đâu nữa nàng vốn định dẫn em ấy đi xem viện tử nhưng mà em ấy chạy mất rồi mộ tuyết nhìn đông phương trà trà rồi nói buổi tối không được dẫn nhã nguyệt đi thám hiểm đó nhớ chưa trà trà nhìn qua thì khá là không đáng tin cậy cho lắm thực tế đúng là như vậy cực kỳ không đáng tin cậy lỡ đâu nàng rủ nhã nguyệt xem phim kinh dị xem xong rồi không ngủ được thì sao lúc đó bọn họ rất có thể sẽ làm chuyện gì đó khác buổi tối mà ngủ không được thì đương nhiên là sẽ ngủ vào ban ngày trà trà chắc chắn sẽ nghĩ tới biện pháp tuyệt diệu này nhã nguyệt sẽ gật đầu nàng chắc chắn sẽ không đi thám hiểm với trà trà tỷ quá khủng khiếp nhớ rồi đông phương trà trà cảm thấy có chút đáng tiếc tiễn đông phương trà trà đi rồi lục thủy và mộ tuyết lại cùng nhau tiễn một vài vị khách khác kiếm khởi kiếm lạc sơ vũ và kiều giả khi chúng ta làm hôn lễ các ngươi nhớ phải đem theo tiền cưới đó trước khi rời đi lâm hoang hoang đã nói với những người kia như thế nói cứ như chúng ta không có tiền vậy chúng ta có rất nhiều linh thạch đó sơ vũ nói lâm hoang hoang đứng ở bên cạnh kiều càng nàng không nói thêm gì nữa có linh thạch thì hay lắm à chẳng phải vẫn độc thân đó sao các ngươi dự định khi nào mới quay về? Kiếm khởi hỏi nhóm người sơ vũ. Chơi thêm mấy ngày nữa đã, lão tổ của các ngươi tự mình quay về à? Sơ vũ tò mò hỏi. Có lẽ sẽ ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa, không đi chung với chúng ta. Kiếm khởi nói. Ta phải đi học, các ngươi đừng làm phiền ta là được. Kiếm lạc cầm sách nói. Chúng ta được nghỉ hai ngày, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể đi dạo với các ngươi, sau đó sẽ phải quay về đi làm. Kiều Càng nói, có thể dạo chơi một chút trong khoảng thời gian này. Chúng ta đi chung. Kinh Hải hỏi, có lẽ Kinh Hiện và Đạo Tông Vũ Niết sẽ không muốn. Đặc biệt là Vũ Niết. Trong lòng nàng chỉ có đại đạo, chuyện thế tục không thể ảnh hưởng tới nàng được. Lúc này, trên bầu trời truyền tới một tiếng cười. Chúng ta đi chuẩn bị một chút đồ ăn đi, đêm nay ăn nhiều một chút thì dù cho ngày mai có ngủ lâu hơn một chút lúc tỉnh dậy cũng sẽ không thấy đói là giọng nói của đông phương trà trà đạo tông vũ niết liếc mắt nhìn nàng trong thế hệ thanh niên hiện nay của tu chân giới nàng và kiếm lạc có thể nói là tiên tử có thiên tư cao nhất nhưng mà đây chỉ là mặt nổi là thôi thiên tài thật sự hơi khiến cho người ta khó tin một chút bởi vì nàng không hề có bộ dạng của thiên tài một chút nào cả 18 tuổi, Tu Vi đã đạt tới ngày 3 tháng 2. Còn các nàng, lớn hơn một chút, nhưng Tu Vi vẫn chỉ nằm ở khoảng 2.5 mà thôi. Muốn tấn thăng lên được tam giai phải cần thêm một vài năm nữa, dù cho các nàng có nhận được vô số cơ duyên, thì cũng không thể thay đổi được chuyện này. Nàng không hề cảm thấy mất mát, chỉ cảm thấy có chút ngạc nhiên mà thôi. Từ đầu tới cuối, nàng đều đi đúng trên con đường của mình, từng bước tiến về phía bước. Đi rất xa theo đuổi đại đạo vô thường lục thủy đi ra tiễn rất nhiều người nhóm người nhạc phong rời đi sớm nhất bọn họ không muốn gặp phải cao tầng thâm hải thủy long vô cùng điệu thấp cho nên cũng đi khá là nhanh một nhà hứa phương thì tạm biệt một lát rồi mới rời đi lục thiếu gia ta xuống núi đây hứa phương ôm hứa tiểu hồng đã ngủ say nói con gái của bọn họ chơi suốt cả một ngày hôm nay nàng mệt lắm rồi ở đây có không ít trẻ em cho nên hứa tiểu hồng chơi rất vui còn về việc tu vi mạnh hay yếu không ai dám biểu lộ ra tu vi ở đây bởi vì không ai có thể mạnh hơn người của lục gia cả ngay cả các vị lão tổ cũng vô cùng điệu thấp đừng nói chi tới những người khác sau khi nhìn thấy được buổi hôn lễ của lục thủy bọn họ hoàn toàn không dám biểu lộ ra sự bất phàm của mình chỉ có đông phương tra tra là ồn ào nhất mà thôi nhưng mà nàng được cho phép để làm như thế nếu không thì nàng chắc chắn đã yên tĩnh ngồi đợi không gây thêm phiền phức cho chị dâu rồi hứa phương cùng lục thủy nói khách khí vài câu sau đó hắn ôm con gái và dẫn theo vợ đi xuống núi bọn họ có chỗ ở ở phía dưới đương nhiên cũng có thể ở lại lục gia sau đó là tới lược lệ thiên xích và hòa vũ dịp tới tạm biệt thiếu tông chủ ngươi biết ta là giả mà không cần phải gọi như vậy được rồi ngươi đi đi lục thủy trực tiếp tiễn khách sao mà hắn có thể thật sự đeo thân phận thiếu tông chủ của ẩn thiên tông lên lưng cơ chứ đó chẳng phải là đang tự mình rước lấy phiền phức cho mình à không lâu sau đó hắn sẽ phải trở thành tông chủ sao có thể nhẫn nhịn được cơ chứ vâng thiếu tông chủ lệ thiên xích và hòa vũ diệp lập tức nói thiếu tông chủ thiếu phu nhân chúng ta đi đây lục thủy Mộ Tuyết vì cười. Mộ Tuyết nói: "Lục thiếu gia, tại sao ngươi lại từ giả thành thật luôn rồi?" Mộ tiểu thư cũng không kém. "Dựa theo suy đoán của ta, thần nữ đời trước của Thiên nữ tông rất có thể là nhị trưởng lão. Ngươi còn chưa thành hôn mà đã kế thừa được chức vị của nhị trưởng lão rồi." Lục Thủy lập tức nói: "Ngươi không có chứng cứ." Mộ Tuyết lạnh lùng nói: "Nàng cũng đoán là như thế." Nhưng mà bọn họ không có chứng cứ. Có điều, việc Lục Thủy là Thiếu tông chủ vậy mà lại là sự thật. Việc đại trưởng lão là tông chủ của Ẩn Thiên tông cũng là sự thật. Thần nữ, ta phải đi rồi. Lúc này, Hải yêu nữ vương cũng đi tới trước mặt Mộ Tuyết để nói lời tạm biệt. Nàng vừa mới tỉnh ngủ, nhờ vậy mới biết được buổi lễ đã kết thúc rồi. Cho nên nàng mới tới đây để chào tạm biệt. Sau khi trở về nàng sẽ ngủ tiếp nữ vương đi có một mình thôi sao lúc này ở bên cạnh hải yêu nữ vương không có hải yêu nào khác cả đúng thế các hải yêu khác vẫn đang chơi với thiên nữ trưởng môn hải yêu nữ vương trả lời sau đó nàng mở cổng không gian ra trực tiếp rời đi hoàn toàn không nghĩ tới việc sẽ đi bộ dù chỉ một đoạn cổng không gian trực tiếp mở tới tẩm cung của nàng lúc cổng đóng lại có lẽ cũng là lúc nàng nằm xuống hải yêu này rất khác với những hải yêu khác. Vương, vương hậu. Chúng ta cũng phải trở về rồi. Chân thành cảm tạ sự chiêu đãi của của vương. Nhóm người cô ảnh lão nhân cũng tới tạm biệt. Nghe chân võ nói rằng, các ngươi muốn mang theo một ít món ăn trở về để cho bọn họ nếm thử à. Chuẩn bị xong hết cả chưa? Lục thủy hỏi. Chuyện mang đồ ăn về là một chuyện rất bình thường. Chân võ đã chuẩn bị xong cho chúng ta rồi, vương không cần phải lo lắng về việc này cô ảnh lão nhân cảm kích nói đi đi tranh thủ lúc đồ ăn vẫn còn nóng lục thủy nói đồ ăn phải ăn lúc còn nóng mới ngon lúc này mộ tuyết giơ tay lên nàng lắc lắc cái vòng tay bằng sợi dây màu đỏ rồi cười nói chúng ta rất thích món quà của các ngươi cô ảnh lão nhân và những người khác cũng cung kính hành lễ chúng ta phải cảm tạ vương và vương hậu mới đúng chắc chắn món quà của những người khác đều tốt hơn của bọn họ nhưng mà vương và vương hậu lại chỉ mang món quà mà bọn họ tặng đây thật sự là vinh hạnh của bọn họ là vinh hạnh của lam giả quốc sau đó bọn họ mở cổng không gian ra rồi rời đi lục thiếu gia còn người nào nữa không mộ tuyết tò mò hỏi lục thủy đang đứng ở bên cạnh mình lục thủy suy nghĩ một chút rồi nói khó mà nói trước được mấy người thạch minh thì đi vào bệnh viện rồi diệp tân thì vẫn còn đang bán giả dược cẩu tử và nha đông tiên nhân thì chẳng biết là đã chạy đi đâu a mãn rời đi chung với đồng sự của hắn thiên cơ lâu vũ có lẽ đã sớm chạy danh giữ trọng và tịnh thổ công chúa có lẽ đã uống say ma tu các an có thể đang cứu giúp sư phụ của mình thạch đầu nhân thì đi theo mấy người an ngữ trước mắt thì có lẽ không còn người nào nữa từng cơ tầm có lẽ đang ở chỗ của nhị trưởng lão đúng thật là không còn người nào nữa vậy chúng ta có thể quay về nghỉ ngơi được rồi chứ mộ tuyết hỏi nàng không mời nhiều người cho lắm chỉ có mấy người bên thiên nữ trưởng môn mà thôi nhưng mà lúc nãy cũng đã đi qua chào bọn họ rồi chân thần duy nhất thì không cần phải bận tâm nàng vốn dĩ ở tại lục gia mà tổng thể mà nói bọn họ đúng thật là có thể quay về nghỉ ngơi rồi chúng ta ở lại đây hưởng thụ không khí của buổi lễ đi bây giờ có quay về cũng chẳng biết phải làm gì lục thủy nói không muốn có em bé nữa à mộ tuyết hỏi lục thủy gần đây ta có một loại trực giác nói ra có thể mộ tiểu thư sẽ không tin lục thủy nói với mộ tuyết trực giác mới mộ tuyết nghiêng đầu nhìn lục thủy nàng hoàn toàn không cảm nhận được chuyện gì cả có lẽ cảm giác của lục thủy vẫn chưa quá mãnh liệt nếu như mà mãnh liệt thì nàng sẽ có thể cảm nhận được giống như loại trực giác nếu lục thủy không tấn thăng lên thất dai thì bọn họ sẽ không thể nào có con được vậy đúng thế trực giác mới cho ta biết rằng chỉ cần ta tiếp tục tấn thăng thì chúng ta sẽ có thể có con lục thủy nói một cách vô cùng nghiêm túc mộ tuyết hiếp mắt lại nhìn lục thủy nói cái này có khác gì với lần trước đâu lần nào ngươi cũng nói như vậy đó cũng đâu phải là lỗi của ta lục thủy nói vậy ý của lục thiếu gia chính là đây là lỗi của ta mộ tuyết nhìn lục thủy rồi nói không phải lúc đó ta cũng đi khám bác sĩ rồi đó sao còn là chí cao lục thiếu gia khám bác sĩ nào vậy chí cao cũng là người mà đó là do lục thiếu gia nghĩ như thế mà thôi mộ tiểu thư cứ phải nói rằng mình không phải là người sao mộ tuyết nhìn lục thủy rồi nói lục thiếu gia ngươi nói thử xem ở gần đây có người hay không không có a à. mộ tuyết trực tiếp nhào vào trong ngực lục thủy sau đó nàng bị răng thần nhập vào người lục thủy một ngày nào đó hắn sẽ rút răng của răng thần một lúc sau mộ tuyết mới chậm rãi đứng lên nàng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh lục thủy nói lục thiếu gia rất thích răng thần nhỉ đêm nay ngươi triệu hoán răng thần đi lục thủy dựa người lại gần mộ tuyết Hắn dùng đầu của mình chạm vào đầu của nàng, nói: "Mộ tiểu thư, ngươi nói thử xem răng thần có thích ta hay không?" Mộ Tuyết liếc nhìn Lục Thủy rồi nói: "Không thích, Lục thiếu gia là một tên tính đồ giả." "Đi thôi." Lục Thủy nói xong liền kéo Mộ Tuyết đi về phía Lục gia. "Đi đâu?" Mộ Tuyết hỏi. Quay về triệu hoán răng thần, hỏi răng thần có phải thật sự không thích ta hay không. Lục Thủy lôi kéo Mộ Tuyết đi về phía trước. Đầu cũng chẳng quay lại, cứ thế mà nói Không chờ bọn họ à Lỡ đâu bọn họ tới đây thì sao Không đợi, để cha mẹ tiễn bọn họ đi Vậy thì, lục thiếu gia thích trăng thần mặc cái gì Ừm. Miễn sao không phải là bộ đồ mà ta không cởi ra được là được Vậy thì, trăng thần chắc chắn sẽ mặc bộ quần áo mà lục thiếu gia không cởi được Ngày thành hôn ở đây, nhân vật chính không cần phải làm gì cả ư cơ tầm vô cùng tò mò hỏi nàng đã quan sát cả ngày hôm nay rồi nhân vật chính gần như không cần phải làm gì cả với lại rõ ràng là một buổi hôn lễ tốt đẹp như thế vậy mà hiện trường lại vô cùng lộn xộn thời đại thay đổi rồi ư lúc trước khi bọn họ thành hôn không khí vô cùng nghiêm trang không biết do ai dạy ra nữa cửu gật đầu đồng tình không phải ta nhị trưởng lão trực tiếp nói là do tiểu tiểu tranh chúng ta cùng nhau đi đánh hắn đi cửu nói xong liền lấy cây gậy của mình ra cơ tầm nhìn cửu nàng cảm thấy vô cùng nghi hoặc tại sao cửu lại âm mưu muốn đánh một tiểu bối của lục gia cơ chứ nàng biết tiểu tiểu tranh là ai người đó là tam trưởng lão của lục gia ở lục gia thì hắn là trưởng bối nhưng mà ở trong mắt của các nàng thì hắn chỉ là một cậu nhóc mà thôi tiểu tiểu tranh là người muốn ăn đòn nhất ở lục gia không đánh hắn thì không biết phải đánh ai cả. Cửu bất đắc dĩ nói. Lục thủy thì sao? Nhị trưởng lão hỏi. Lục thủy thì chỉ có chút mất mặt lúc còn nhỏ mà thôi, không có lý do gì để đánh cả. Nhưng mà, nếu như tiểu tiểu cổ và tiểu tiểu tranh biết được chân tướng thì có lý do để đánh rồi. Cửu nói. Lục thủy quá có tiền đồ, còn dám đánh dám cướp đồ của cha mẹ. Mặc dù cuối cùng cũng bị phản thương, nhưng mà đồ vật hắn muốn cướp thì vẫn cướp được còn chạy nữa ngày kế tiếp lam giả quốc tiểu điệp vừa mới đứng lên định đi ra bên ngoài thì xảy ra một chuyện khiến nàng ngây ngẩn cả người nàng thấy ở bên ngoài bày biện rất nhiều món ăn ngon chúng nó còn đang tỏa khói ngây ngút nữa nam mụ mụ tiểu hồ các ngươi mau ra đây mà xem nè lúc này cũng có rất nhiều người bị một màn này dọa sợ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người đây là chắc chắn là do quốc sư mang chúng về từ hôn lễ của vương. Hoa. Tất cả đều vô cùng vui vẻ. Đừng có lộn xộn, không được lộn xộn, ai cũng có phần. Lập tức có người lớn đứng ra nói chuyện. Ta muốn để dành để sau này ăn tiếp, có được không? Ta có thể ăn mỗi ngày một miếng, ăn tới một năm luôn được không? Không thể, những món này nếu như để lâu thì sẽ bị hỏng. Hu hu nhìn chúng nó đẹp quá ta không nỡ ăn ta cũng không nỡ ăn ta muốn để dành lại một chút cho a ngưu ca ta muốn để dành lại cho cha lúc cha về sẽ được ăn đồ ăn ngon không được được chia thì phải ăn liền không ai được để dành lại cả trên thực tế thì đây là những món ăn có kiểu dáng rất bình thường những món này đều được chân võ đặc biệt lựa chọn bọn họ biết tình hình của lam giả quốc cho nên không dám dùng đồ quá tốt cũng không dám chọn những món ăn có kiểu dáng quá đẹp mắt. Chỉ chọn lựa những món trông khá bình thường mà thôi. Có điều. Bọn họ đã gặm khoai lang nát vụn rất nhiều năm rồi, chưa từng thấy những món này, cho nên nhất thời có rất nhiều người đều không nỡ ăn. Hoặc là ăn trong nước mắt. Đây là món quà mà Vương tặng cho bọn họ. Sáng sớm. Bắt đầu có cường giả rời khỏi thu vân trấn. Nhưng mà, cũng có người định dừng chân lại đây một thời gian đương nhiên cũng có vài người định sẽ ở lại đây trong một thời gian dài ví dụ như là diệp tân và thanh điểu của hắn hay là kiều càng và lâm hoang hoang còn mấy người chiến thần bọn họ đã rời đi từ chiều hôm qua rồi bọn họ không dám ở lại nơi này ở lại càng lâu thì càng nguy hiểm có thể sẽ không còn cơ hội để rời đi nữa vì thế ba người bọn họ đều rời đi cả lục gia không hề ra tay với bọn họ Tam đại thế lực thầm thở vào nhẹ nhõm, sự tồn tại của Lục Vô Vi khiến cho bọn họ thở không nổi. Lục Vô Vi thật sự quá mạnh. Lưu Hỏa cũng rất mạnh, uy thế che trời. Nhưng mà, hắn không cho bọn họ cảm giác trực quan như Lục Vô Vi. Cảm giác một kiếm trảm đại đạo. Hoàn toàn không cần phải ra xuất ra kiếm thứ hai. Hôm nay, kiều gia định rời khỏi Thu Vân trấn. Bọn họ đã tới trước đó rất nhiều ngày rồi hiện tại không cần phải ở lại thêm nữa kiều càng và lâm hoang hoang đi theo mấy người kiều ngọc tới nhà ga không cần phải tiễn nữa các ngươi quay về đi kiều ngọc nói với kiều càng và lâm hoang hoang kiều thiến không nói gì thêm nữa nàng vẫn không thể nào hiểu được cuộc sống như thế này cô gái mập mạp rốt cuộc có chỗ nào tốt cơ chứ kiều thiến biết cửu chắc chắn sẽ không gạt mình nhưng mà nàng không cảm thấy nàng ấy tốt tới mức như cửu nói mặc dù tính tình rất tốt nhưng mà nàng cứ luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó nàng do dự một hồi lâu mới hỏi chị dâu ở gần đây có chỗ nào để rửa tay không kiều thiến hỏi ta dẫn ngươi đi lâm hoang hoang nói rất nhanh sau đó các nàng đã đi tới được vị trí của nhà vệ sinh kiều thiến trực tiếp kéo lâm hoang hoang vào bên trong sau đó nàng mở trận pháp ra để tránh việc bị phát hiện ra lâm hoang hoang có hơi kinh ngạc hỏi ngươi muốn làm gì tự nhiên kéo nàng vào trong nhà vệ sinh nhìn thế nào cũng không thấy đây là chuyện tốt cả chị dâu ngươi cảm thấy mình rất xinh đẹp phải không kiều thiến cảm thấy mình có thể tìm thấy điểm đột phá ở chữ xinh đẹp này tất cả mọi người đều biết rõ bộ dạng của lâm hoang hoang chính bản thân nàng ấy cũng như thế cho nên nàng sẽ biết mình hoàn hảo ở phương diện nào nhất có điều đáp án lại khiến cho kiều thiến không khỏi kinh ngạc đương nhiên là xinh đẹp rồi anh của ngươi nói vậy đó kiều thiến anh của nàng thích người mập à lâm hoang hoang thấy bộ dạng không thể tin nổi của kiều thiến thì lập tức nói ta chỉ là chưa biến thành người xinh đẹp mà thôi vậy ngươi biết thử cho ta xem một chút đi kiều thiến lập tức nói lâm hoang hoang vậy ngươi không được nói với người khác đó lâm hoang hoang lại nói ta có thể thề kiều thiến nói nàng không nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy một cô gái mập mạp biến thành một người xinh đẹp được không cần phải nghiêm trọng tới như thế lâm hoang hoang nói xong thì bắt đầu thi pháp sau đó kiều thiến vô cùng kinh ngạc khi thấy lâm hoang hoang dần gầy đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được nhưng mà việc này cũng chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi chỉ một lát sau nàng đã thấy lâm hoang hoang biến thành một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Quần áo to lớn cũng có nét đẹp riêng của nó. Vừa yêu diễm lại vừa thanh thuần. Cái này, đúng là rất đáng mặt băng thủy cơ. Người này là chị dâu của nàng, cô gái mập mạp băng thủy cơ. Kiều Thiến hoàn toàn không dám tin tưởng. Đẹp không, trà trà nói rằng, nếu như người khác mà nhìn thấy được bộ dạng này của ta, thì sẽ sợ ngây người luôn lâm hoang hoang đắc ý nói với kiều thiến lần đầu tiên anh của ngươi nhìn thấy cũng choáng váng cả người ta vốn định dùng dáng vẻ này để tham dự hôn lễ của mộ tiểu thư nhưng mà anh của ngươi không thích gây sự chú ý cho nên ta không dùng dáng vẻ này nhưng mà ngươi không được nói với ngươi khác đâu đó đây là yêu thuật gì kiều thiến không thể nào hiểu được chuyện này là như thế nào không phải yêu thuật là hiến tế huyết nhục hiến tế phần thịt dư thừa Lâm hoang hoang nói. Kiều thiến triệt để ngây người, nàng cảm thấy người chị dâu này mạnh lên rất nhiều. Nàng rốt cuộc cũng hiểu được lời mà cửu nói rồi. Người chị dâu như này, anh của nàng phải may mắn tới mức nào mới có thể cưới được cơ chứ. Vậy mà nàng vẫn nghĩ rằng anh của nàng bị thua thiệt. Người vừa xinh đẹp, vừa lợi hại, đối xử với anh nàng rất tốt, biết suy nghĩ cho anh trai của nàng, đồng thời có thể đi làm sinh sống chung với anh nàng, không chê anh nàng bị cục tay, đối xử với bọn họ cũng cực kỳ tốt người này trong lúc nhất thời nàng đột nhiên phát hiện băng thủy cơ lâm hoang hoang tốt tới mức không thể nói thành lời được là do nàng cổ hủ rất xin lỗi kiều thiến cúi đầu xin lỗi hả lâm hoang hoang vô cùng hoang mang tại sao lại xin lỗi nàng lục thủy mở mắt ra sau đó hắn quay đầu sang bên cạnh nhìn mộ tuyết lay cánh tay của nàng Lục Thủy đợi Mộ Tuyết mở mắt ra rồi mới nói. "Mộ tiểu thư, trời đã sáng rồi, ngươi nên trở về viện tử của mình." Mộ Tuyết vốn dĩ vẫn còn đang mơ hồ lập tức trung lên, sau đó nàng nói với Lục Thủy. "Lục thiếu gia, nếu như ta nhớ không lầm thì chúng ta đã lập gia đình rồi mà." "Ồ, thì ra Mộ tiểu thư vẫn nhớ à." Lục Thủy cảm thấy có chút tiếc nuối. Bịch. Mộ Tuyết trực tiếp đánh một quyền vào bụng của Lục Thủy, sau đó ngồi dậy nói lục thiếu gia có phải do ngày hôm qua ta không đánh ngươi cho nên ngươi cảm thấy không được thoải mái đúng không hả lục thủy ôm lấy bụng quyền này đau quá cảm giác thật là quen thuộc hắn không quen quyền ngày hôm qua một chút nào cả hừ ta đi làm điểm tâm đây mộ tuyết nói xong liền cúi người chạm một vào miệng lục thủy nói lục thiếu gia muốn ăn cái gì nếu không thì lục thủy nhìn mộ tuyết rồi nói tiếp ăn mộ tiểu thư trước đi được mộ tuyết trực tiếp trốn vào trong chăn sáng sớm lục thủy ngồi ở trong sân từ hôm nay trở đi thì nữ của mẹ sẽ không đưa điểm tâm của mẹ sang đây nữa có thể xem là một chuyện tốt nhưng mà phải dậy sớm như thế để đọc sách hình như cũng không tốt hơn là mấy cả dù sao thì ngày nào mộ tuyết cũng ở cạnh hắn đây là chuyện tốt hay xấu đây đương nhiên là chuyện xấu lục thủy nhìn xung quanh sau đó hắn thấy mộ tuyết trở về sau khi đã làm xong điểm tâm đương nhiên là chuyện tốt rồi lục thiếu gia có phải người vừa mới nghĩ chuyện gì trái với lương tâm hay không hả mộ tuyết mặc trên người một chiếc váy trắng nhàn nhạt bộ quần áo trông vô cùng bình thường tóc của nàng là do lục thủy giúp nàng chải còn thắt biếm nữa mộ tiểu thư nhầm rồi lục thủy nói thẳng Lục Thiếu gia, ta lúc 19 tuổi hay ta lúc 20 tuổi tốt hơn? Mộ Tuyết đưa điểm tâm cho Lục Thủy, sau đó dùng hai tay nâng má lên nhìn Lục Thủy, hỏi: "Năm nay Mộ tiểu thư mấy tuổi?" Lục Thủy hỏi: "19 tuổi." Mộ Tuyết trả lời: "Vậy thì Mộ tiểu thư lúc 19 tuổi là tốt nhất." Lục Thủy đặt muỗng vào trong chén của Mộ Tuyết, sau đó nói tiếp: "Hoặc có thể nói là ở trước mặt ta, mộ tiểu thư bao nhiêu tuổi thì mộ tiểu thư với số tuổi đó là tốt nhất ý của ta là tính cách mộ tuyết nói ta cũng đang nói tới tính cách mà mộ tiểu thư nghĩ rằng ta đang nói tới cái gì lục thủy hỏi hừ mộ tuyết hừ lạnh một tiếng nàng ngồi xuống bên cạnh lục thủy dựa người vào người hắn rồi ăn điểm tâm lục thiếu gia gần đây ngươi định làm cái gì mộ tuyết hỏi Lục Thủy chắc chắn có rất nhiều chuyện phải làm. Hình như hắn vẫn muốn tìm kiếm cái gì đó. Nhưng mà, nàng không có hỏi. Ta định đi tới thần vực, đi bắt chân thần duy nhất, sau đó lừa nàng tới Hải Tẩn Đầu." Lục Thủy vừa ăn sáng vừa nói. Mộ Tuyết có hơi tò mò hỏi. "Để thiếu nữ bất lương đi gặp cửu sao?" Cái này thì nàng biết. Lần trước nàng từng nghe lén được. "Mộ tiểu thư có muốn đi hay không?" lục thủy hỏi chuyện này cũng không phải là chuyện lớn gì cả có dẫn mộ tuyết theo cũng không thành vấn đề chuyện của mê đô thì bỏ qua đi cảm giác nếu như dẫn mộ tuyết đi thì sẽ xảy ra chuyện vẫn nên đi một mình thì tốt hơn dù sao thì mộ tuyết cũng chỉ là một người bình thường kiếp này có lẽ sẽ phải sinh con xong thì nàng mới bằng lòng tu luyện dù sao thì cơ thể và tuổi thọ cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì cả nàng sẽ không chịu để mình già đi đâu mấy ngày này ta sẽ đi chơi với nhóm người nhã lâm sau khi đường đi dẫn các nàng về thì chúng ta hãy đi tới hải tẩn đầu mộ tuyết nói lục thủy đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi có mộ tuyết ở đó việc bắt chân thần duy nhất sẽ dễ dàng hơn rất nhiều không cần dùng tới hạt châu thần lực để câu nàng đúng rồi mộ tuyết đột nhiên nhớ tới một sự kiện nàng có hơi bối rối nói Ta vừa mới gả tới vào hôm qua, hôm nay phải đi thỉnh an cha mẹ. Đây là lần đầu tiên nàng chính thức gặp cha mẹ chồng. Lục Thủy Suy tư một chút, sau đó hắn phát hiện ra rằng ở kiếp trước đúng thật là có chuyện này. Do Mộ Tuyết nhắc nhở hắn. Sau đó, hai người cùng đi tới chỗ cha mẹ. Khi tới nơi, bọn họ thấy cha mẹ đang ngồi đó, dường như cha mẹ cũng đang chờ bọn họ tới. Nói mới nhớ, trước khi Mộ Tuyết được gả tới đây, mẹ có nói qua về chuyện này chưa nhỉ hình như có lẽ đại khái có thể là đã nói qua lục thủy tiêu rồi sẽ ăn mắng nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha con trai quỳ xuống chớ lộn xộn nha đến đây tiểu tuyết nhi tới bên cạnh mẹ đông phương lê âm vẫy vẫy tay với mộ tuyết mộ tuyết vốn quỳ cùng với lục thủy chỉ có thể đứng dậy đi tới bên cạnh đông phương lê âm chậm rãi ngồi xuống nhìn lục thủy có chút cười trên nỗi đau của người khác nàng không chút lo lắng việc lục thủy bị phạt ở kiếp trước cũng đã bị phạt không ít hoặc là lục thủy bị phạt hoặc là cả hai vợ chồng cùng bị phạt dù sao cũng đã gặp nhiều rồi đến gọi mẹ nghe một chút đông phương lê âm vẻ mặt mong đợi nói mẹ mộ tuyết nhẹ giọng gọi tiếng gọi mẹ này nghe không chút ngượng nghịu dù sao cũng đã gọi rất nhiều năm. A, à, Đông Phương Lê Âm tươi cười. Giống như có thêm một đứa con gái nữa vậy, vừa xinh đẹp vừa nhu thuận. Về sau ta sẽ để Hoa Lộ Thủy gọi con là Tuyết Nhi tỷ tỷ. Đông Phương Lê Âm nhìn bụng mình nói. Mẹ, hay cứ đặt tên là Lục Lai sự đi. Lục Thủy cảm thấy tốt hơn không nên gọi đứa nhóc này là Lục Thần Hoa Lộ Thủy. Cho ngươi nói chuyện rồi sao? Giọng nói bi nghiêm của Lục Cổ vang lên lục thủy Máu mũ tình thâm Thế mà so ra còn kém hơn huyết mạch đông phương Mộ tuyết cũng vui vẻ Gọi như vậy nghe trẻ hơn nhiều Suy nghĩ kỹ một chút Lúc lục lai sự sinh ra Nàng cũng mới 20 tuổi Hình như cũng vẫn rất trẻ Nhưng hai chữ tỷ tỷ vẫn khiến nàng vui vẻ Đúng rồi Đông phương lê âm đột nhiên nhớ tới Nói Hai con không định đi hưởng tuần trăng mật sao Còn nữa, cha của tiểu tuyết nhi và những người khác cũng đang ở lục gia hai con chào hỏi bên này xong thì tranh thủ thời gian chạy sang bên đó chúng ta bên này không có gì ở đây lâu sẽ muộn mất tiểu tuyết nhi là từ mộ gia gã tới nhỡ đâu khiến người ta cảm thấy tiểu tuyết nhi gã đi rồi liền không nhận nhà mẹ đẻ nữa như vậy sẽ không tốt mộ tuyết và lục thủy hơi ngạc nhiên không lâu sau liền cáo biệt đông phương lê âm và lục cổ nhìn lục thủy mang theo vợ mình ra ngoài đông phương lê âm nói Ta nói rồi, hai đứa nó nhìn một chút cũng không giống vợ chồng mới cưới. Duyên phận đời trước sao? Ai biết được, nhưng mà cả hai đứa đều có vẻ như không nhớ rõ người mộ gia vẫn còn ở đây. Nàng đã nói với Lục Thủy chưa? Lục cổ tò mò hỏi. Ta chắc chắn đã nói rồi. Đông Phương Lê âm vô cùng đáng thương nhìn Lục cổ. Có phải Lục đại tộc trưởng cảm thấy ta vừa mang thai, đầu óc liền trở nên ngu muội hay không? Lục cổ, lục thiếu gia mẹ chắc chắn đã nói với chàng chuyện này thế mà chàng lại quên trên đường đi tay mộ tuyết bị lục thủy nắm lấy cả hai đang đi về phía sân nhỏ chỗ mộ trạch vì đừng chẳng lẽ không nói với mộ tiểu thư chuyện này sao lục thủy hỏi lại bọn hắn trên thực tế đều đi theo hôn sự như kiếp trước khi đó nào có nhiều chuyện như thế này hôn lễ của hai người khi đó rất đơn giản hơn nữa ngoại trừ những nghi thức tất yếu cơ bản không cần bọn hắn có mặt. Dù sao khi đó lục thủy vẫn luôn làm chuyện mất mặt, có rất nhiều việc phiền phức. Cho nên đã giảng lược tất cả. Một kiếp này tưởng rằng cứ thuận theo thế là được. Sau đó, suýt chút nữa đã thất lễ. Mộ tiểu thư, nàng bình thường nhìn đoan trang thanh tao lịch sự, nhìn thế nào cũng thấy là tiểu thư khuê cát, thế mà lại quên chuyện quan trọng như vậy. Lục thủy cảm thấy không hợp lý. Ta thích một người, có thể cùng người đó thành hôn là chuyện vui vẻ nhất trong đời ta trong đầu ta chỉ có hắn bây giờ hắn lại chỉ trích ta lục thiếu gia mau triệu hoáng nha thần đánh hắn mộ tuyết phụ họa theo nha thần là người hiểu chuyện lục thủy nói lục thiếu gia nói ta là người cố tình gây sự sao ta nói nha thần có lý lẽ rõ ràng rất dễ đã thương người ta thích là mộ tiểu thư hừ lát sau Lục Thủy đi tới sân nhỏ nơi mộ gia nghỉ ngơi. Chào hỏi cha vợ. Nhìn bộ dáng vội vã sốt ruột của các con kìa, ngủ không ngon sao? Dì Đường đột nhiên hỏi. Mộ Tuyết lập tức cúi đầu. Dì Đường nói đùa rồi. Thật ra cũng không phải lần đầu tiên ngủ chung, cho nên không có khoa trương như vậy. Chính là tối hôm qua hôn lễ tang tương đối trễ. Nếu không hai người mỗi ngày đều có thể dậy rất sớm. Hàng huyên vài câu lục thủy liền bị cha vợ gọi sang một bên lục thiếu gia thành hôn rồi sau này còn muốn tiếp tục làm việc lúc trước không mộ trạch nhẹ giọng hỏi đương nhiên rồi lục thủy gật đầu việc liên quan tới mẹ và lục lai sự hắn đương nhiên không thể ngồi không nhìn đương nhiên lục lai sự quả thật cũng có chút kỳ quái chờ sau khi hắn đủ mạnh rồi lại đi nhìn lại hoặc là đi hỏi cửu một chút chờ đến lúc bọn hắn tới phần cuối cùng của biển lúc đó có thể hỏi cửu rất nhiều chuyện đương nhiên nàng không nhất định sẽ nói vậy liền hỏi nàng một chút ở đâu có thể đạt được đáp án cái tên lục thất này cũng cần hỏi một chút còn cả mê đô ở lục gia có cơ hội có thể thử hỏi một chút lục thiếu gia muốn giải thích với mộ tuyết thế nào hay là đã nói rồi mộ trạch tò mò hỏi cha vợ không phải là muốn nói cho cha ta đấy chứ lục thủy hỏi cái này chính là thuốc nổ trên thực tế trước mắt hắn không sợ bị biết nhưng mà vấn đề ở chỗ hắn từng động thủ với cha mẹ một lần đoạt đồ của bọn họ mặc dù hắn là người bị đã thương nhưng cha đánh con trai là chuyện thiên kinh địa nghĩa lúc đó mẹ sẽ nói khi đó nếu như tu vi hắn cao có phải sẽ trở thành con trai đã thương cha mình hay không cho nên hắn sẽ chết dưới tình huống không che mặt hắn không có khả năng động thủ với cha mẹ khi đó là chân võ bức bách hắn đúng đều là lỗi của chân võ người đoạt trang sách đó cuối cùng cũng là chân võ hắn chỉ là đồng lõa chân võ mới là thủ phạm chính như vậy tội sẽ nhẹ hơn có điều cũng không nhất thiết sẽ bị biết tốt hơn là không biết trì hoãn thêm chút nào hay chút đó đúng là có chút muốn nói mộ trạch không phủ nhận có điều câu kia của cha vợ khiến lục thủy cảm giác là lạ gọi lục thiếu gia đến rất thuận miệng nha lục thủy có chút tò mò nhìn mộ trạch nói khẽ hai người rốt cuộc là đã có thỏa thuận gì rồi bây giờ vẫn không thể nói sao mặc dù ta không chút khoe khoang nhưng cha vợ biết rõ thực lực của ta là có cấm chế gì sao ta có thể giúp một tay mộ trạch lắc đầu nói chuyện này lục thiếu gia vẫn nên hỏi cha mình thì hơn nếu như là mộ tuyết hỏi liệu cha vợ có nói không lục thủy tò mò hỏi lục thiếu gia vẫn là đừng uổng phí tâm cơ ta sẽ không nói cũng không thể nói ra miệng được mộ trạch lắc đầu giọng điệu rất kiên quyết lục thủy cũng không hỏi nhiều bây giờ hỏi lão cha quả thật cũng không có vấn đề gì quan trọng là hắn đã động thủ với cha mẹ đoạt đồ vật của bọn họ chủ yếu vẫn là đuối lý hết lần này tới lần khác lại không có chuyện nào cho hắn cơ hội dũng cảm cứu cha mẹ khi đó hẳn có thể sắp xếp một chút lưu hỏa trọng thương chỉ vì cứu tộc trưởng lục gia và phu nhân lục gia để hai người họ ghi khắc ân cứu mạng này lúc đó lại đi nói ra chân tướng cha mẹ chắc chắn sẽ cảm động ghê gớm đáng tiếc thiếu tông chủ ẩn thiên tông lưu hỏa chẳng những không cứu tộc trưởng và phu nhân tộc trưởng lục gia lại còn trực tiếp động thủ giật đồ S nghiệp chướng chuyện của ta mộ tuyết đã biết cho nên ta ra ngoài cũng không có vấn đề gì có điều tạm thời không thể để cho cha mẹ ta biết bọn họ cứ để ta tự nói là được lục thủy trả lời vấn đề trước đó của cha vợ mộ tuyết quả thật biết có điều hắn đang nghĩ có nên nói cho mộ trạch biết mộ tuyết là tử y thần nữ hay không Muốn xem một chút xem cha vợ khi biết đứa con gái mình vẫn luôn chán ghét trên thực tế lại vô cùng cường đại thì sẽ có biểu cảm gì? Cảm động. Vui mừng. Hay là kinh ngạc? Không tin nổi. Tuyệt đối không thể nào. Sao lại thành như vậy? Ta sai rồi. Ừm, không dễ đoán, tâm tư của cha vợ sâu hơn biển. Cho nên trước mắt, kể cả có hắn ở giữa điều hòa, quan hệ giữa cha vợ và Mộ Tuyết cũng không dịu đi chút nào một kiếp này cũng không có gì khác biệt. Hy vọng kiếp này lúc cha vợ gặp đại nạn đừng lại dở tính trẻ con không gặp người. Ở kiếp trước bọn hắn gặp mặt là đỏ mắt, kiếp này lại là sinh tử chi giao. Cha vợ thật ra rất tốt, làm việc phối hợp, nói chuyện êm tai. Chỉ là tính tình bướng bỉnh, cứ luôn không chịu nói mình và lão cha của hắn rốt cuộc đã có thỏa thuận gì. Cũng chẳng nói tại sao hắn với mộ tuyết phải đính hôn mộ gia và lục gia trước đây thế nhưng không tiếp xúc gì với nhau chuyện đính hôn của hắn và mộ tuyết thật ra rất đột ngột lúc này mộ tuyết cũng đang nói chuyện phiếm với dì đường cha con ngày nào cũng lôi lôi kéo kéo lục thiếu gia không biết là nói cái gì dì đường thở dài nói cảm giác hoàn toàn không có để mộ tuyết vào trong mắt tử y thần nữ người bên ngoài đều ước có thể quen biết nàng mộ trạch ngược lại tốt rồi chỉ biết bày cái mặt thối ra có ngày biết, hù chết hắn. Hẳn là nói chính sự, cha cũng bề bộn nhiều việc. Mộ tuyết nhẹ nhàng nói. Con không trách cha mình sao? Dì đường có chút tò mò. Mộ trạch không chút quan tâm với mộ tuyết, thậm chí là chưa từng quan tâm tới bao giờ. Lúc nàng gả tới đã như vậy, có một số việc đều là nàng thuận tay làm. Nhưng nàng đối với mộ tuyết thật ra cũng không tốt. Hoặc là nói chưa bao giờ tốt hơn, phần lớn chỉ là vì nghĩa vụ trước kia có lẽ sẽ trách về sau thì không lạ nữa mộ tuyết dừng một chút lại nói suy nghĩ kỹ một chút tuổi thơ của con cũng không có chỗ nào không tốt chỉ là không vui vẻ bằng người khác không có cha mẹ yêu thương nàng chính là lớn lên như vậy người cuối cùng đã thay đổi nàng chính là lục thiếu gia người kia xông vào trong thế giới của nàng trở thành người chồng mang đến màu sắc cho thế giới đen trắng của nàng cha cũng không phải là cái gì cũng không tốt Chí ít có một chuyện con rất cảm kích. Mộ tuyết nhìn dì đường nói. Chi ít cha đã để cho con gả cho lục thủy. Dì đường giật mình, cuối cùng có chút thoải mái cười cười, nói. Xem ra lục thiếu gia đối với con thật sự rất quan trọng, hơn nữa lại có ảnh hưởng rất lớn. Mộ tuyết mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lục thủy là một kẻ cuồng tính. Hô hào thờ phụng nha thần, trên thực tế chỉ muốn tìm cách rũ bỏ quần áo của nha thần. Để nha thần sinh con cho hắn Gần giữa trưa Lục thủy mới từ chỗ ở của mộ trạch rời đi Bọn hắn hẳn là sẽ còn ở lại vài ngày Thân là đại nhân Còn một số việc cần bàn luận Lục thủy không để ý Với hắn mà nói Cùng lắm thì mộ tuyết sẽ cùng nhã nguyệt nhã lâm Chơi mấy ngày mà thôi Hắn đi theo là được Hắn bây giờ tu vi 7.5 Cách bát giai còn có 12 ngày Trong thời gian này hắn đều có thể ở cùng mộ tuyết được rồi trong thời gian này hắn có muốn ra ngoài cũng không được trừ khi mang theo mộ tuyết đi cùng dù sao cũng vừa mới thành thân hắn một mình đi ra ngoài chưa nói là mộ tuyết không đồng ý cha mẹ hắn chắc chắn cũng sẽ không đồng ý như vậy cũng chỉ có thể mang mộ tuyết đi hưởng tuần trăng mật đến nơi cuối cùng của biển lục thiếu gia muốn ăn cái gì cho bữa trưa mộ tuyết hỏi lục thủy nhìn trời một chút sau đó nhận ra bây giờ nấu cơm chắc chắn là không kịp nữa rồi hơn nữa rất có khả năng sẽ bị mẹ kéo sang đó mộ tiểu thư chúng ta đến tiểu trấn tìm quán ăn đi lục thủy nói ăn món điểm tâm ngọt mộ tuyết lập tức nói mộ tuyết ngoại trừ ăn điểm tâm ngọt thì chính là điểm tâm ngọt ngày đầu tiên thành hôn với lục thiếu gia đương nhiên nên ăn chút đồ ngọt mộ tuyết mở miệng nói mộ tiểu thư không sợ béo sao? Lục thủy tò mò hỏi. Thân là người bình thường sẽ muốn tuân thủ định luật bảo toàn năng lượng. Ăn vào sẽ phải lưu trữ dưới hình thức khác. Ví dụ như mỡ. Lục thiếu gia tối hôm qua không thấy sao. Mộ tuyết nhìn chầm chầm lục thủy, nói. Trên người ta không có thịt thừa. Loại chuyện này không thể nhìn ra được. Gặp chuyện không rõ, có thể hỏi quần. Con mắt sẽ lừa gạt ngươi, nhưng quần sẽ không mộ tiểu thư mặc thử vào nhìn xem liệu có bó sát người hay không lục thủy giúp đỡ mộ tuyết xác định xem mình có béo lên hay không nghe thấy lời nói của lục thủy mộ tuyết liền tức giận nhìn hắn nàng nhớ tới một hồi ức không tốt lục thiếu gia có phải cảm thấy kỹ thuật may vá của mình rất mạnh hay không mộ tiểu thư cứ nói đùa lục thủy nắm tay mộ tuyết đi về phía tiểu trấn thu vân dựa theo tuyến thời gian bình thường ta bây giờ còn chưa học được cái này cho nên ta sẽ không dựa theo tuyến thời gian bình thường lục thiếu gia còn chưa có cưới ta bây giờ đã dự định để ta sinh con rồi mộ tuyết trừng mắt liếc lục thủy sau đó để mặc lục thủy lôi kéo hôm nay ta muốn ba món điểm tâm ngọt mộ tuyết lại nói hay là một phần đi lục thủy ý đồ muốn thay đổi suy nghĩ của mộ tuyết trước đó hai phần hắn cũng không cần ăn hộ nhưng bây giờ, Mộ Tuyết rất có khả năng một phần cũng không ăn hết. Nàng lại không muốn để cho thiếu phu nhân là mình mất mặt, để thừa chắc chắn không tốt. Cho nên, Lục Thủy sẽ phải ăn hộ. Không cần, cứ gọi ba phần. Mộ Tuyết hừ lạnh nói, ta muốn xem xem Lục thiếu gia sẽ béo trước hay là ta béo trước. Mộ tiểu thư quên rồi sao? Ta là một tu chân giả, ta sẽ không béo. Lục thiếu gia Ngươi đêm nay tự triệu hoán nha thần của mình mà ôm ngủ đi, ta không ở cùng ngươi. Hòn đảo trên không. Năm người lại lần nữa tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn duy trì trầm mặc, không ai mở miệng. Bầu không khí nghiêm trọng chưa từng có. Một hồi lâu sau, Thính Vân Tích mới mở miệng hỏi. Tin tức là thật sao? Chủ yếu là tin tức này quá không thể tưởng tượng nổi, khiến bọn hắn nhất thời không biết nên phản ứng ra sao rõ ràng đã thăm dò rất nhiều lần, thế nhưng vì sao lại thành ra thế này? Lúc đối phương còn nhỏ, bọn hắn đã gặp qua rất nhiều lần, nếu có vấn đề gì, không có lý do gì lại không phát hiện ra được. Tin tức của chiến thực, cường giả của thế lực ba bên đã xác định. Hơn nữa lúc hắn thành hôn, thiên địa biến hóa so với lúc đứa con thứ hai xuất hiện còn khoa trương hơn. Cho nên, có lẽ người dự ngôn thạch bản chỉ cũng không phải là đứa thứ hai, mà là đứa thứ nhất tiền bối chủ trì công việc thấp giọng nói hắn là người chủ trì công việc nói cách khác đây là trách nhiệm của hắn đương nhiên không có ai trách hắn bởi vì tất cả mọi người đều bị che mắt có thể nói hắn chung quy đã bỏ lỡ cơ hội dự ngôn thạch bản cũng chưa từng nói dị tượng xuất hiện lúc đứa con xuất hiện cũng có khả năng nhất định là người này đã thức tỉnh giọng nói của ma kiếm trảm đồ có chút trầm thấp lưu hỏa xuất hiện hắn bắt đầu bộc lộ tài năng, cho nên dị tượng theo đó xuất hiện, nói như vậy cũng không sai. Đúng vậy, lưu hỏa xuất hiện vào khoảng tháng 6, khi đó hắn cũng không mạnh. Ta từng gặp qua hắn, cho nên Cao Viễn nói đến đây thì dừng lại, không nói thêm gì nữa. Cho nên, lưu hỏa dùng thời gian hơn 5 tháng, từ nhị giai một đường tấn thăng tới thất giai nhập đạo. Chúng ta là nhìn hắn trưởng thành sao? Nhìn hắn trước hết giết hoang vu, rồi lại chém hoa tiên nhìn hắn nghiền ép Thái Dương chi tử, nhìn hắn cho tất cả mọi người cùng hưởng đạo tàng, nhìn hắn danh chấn thiên hạ. Hắn vẫn luôn trốn tránh, mà chỉ có mấy tháng, chúng ta muốn phản ứng kịp cơ bản cũng không có khả năng. Bởi vì trong nhận biết của chúng ta, chỉ thời gian mấy tháng này thì có thể trưởng thành đến mức nào được. Nhưng mà, Lưu Hỏa đã phá vỡ nhận biết của tất cả mọi người. 6 tháng tiến tới bậc cửa đại đạo, khiêu chiến đế tôn. Lúc thành hôn được thiên địa chúc mừng, thiên kiếp còn nghĩ không làm việc. Có người mở miệng nói. Giờ phút này, bọn hắn có lẽ mới sâu sắc cảm nhận được thiên địa cộng chủ, phân lượng của chúa tể vạn thế. Lưu hỏa đã không còn là người mà chúng ta có thể chống cự, trước mắt chúng ta có thể làm cũng chỉ có một chuyện. Cao Viễn nhìn mọi người nói. Đã thu hoạch được cường vân, hơn nữa còn nhiều hơn dự kiến rất nhiều. Cho nên chuyện lục thủy hoặc lưu hỏa đã không còn là chuyện quan trọng nhất để đế tôn thức tỉnh mới là chuyện quan trọng nhất lục thủy dùng thời gian nửa năm tấn thăng thất gia nhập đạo chứng tỏ hắn vẫn chưa chân chính vô địch hắn còn cần trưởng thành như thế chúng ta cũng không nhất định sẽ thua nghe cao viễn nói ai nấy đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý đúng hắn cần phải trưởng thành chỉ cần trước khi hắn triệt để trưởng thành để đế tôn bọn họ hoàn toàn tỉnh lại như vậy ta vẫn là sẽ thắng Thính Vân Tích nói. Đây là biện pháp duy nhất của bọn họ, cũng là phương hướng duy nhất có thể ký thác. Các phương hướng khác đã không còn cách nào khác. Đừng nói bọn họ, cho dù đám người thái nhất tiên quân cũng không có khả năng để lưu hỏa lưu lại. Căn bản không cách nào đối kháng, nếu như hiện tại tùy tiện động thủ. Một khi khiến đối phương phản công. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi, bởi vì không ai biết lưu hỏa sẽ làm những gì thủ đoạn của hắn quá cao đến mức bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được cho nên một khi xuất hiện xung đột đối với bọn họ mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt như vậy đặt hết thảy tinh lực lên trên chuyện đánh thức đế tôn tiền bối chủ trì công việc mở miệng nói ta có một vấn đề thính vân tích đột nhiên hỏi nội dung nửa sau của phiến đá tiên tri còn chưa hiện ra sao về phiến đá tiên tri lời tiên tri là một người khác một người có khả năng tinh mộ hoặc là đường người này là phương pháp phá giải hay là căn nguyên tai nạn bọn họ không cách nào biết được nhưng hai bộ phận trên dưới nên hô ứng lẫn nhau đối phó lẫn nhau mới đúng các ngươi có nghĩ tới một vấn đề không đột nhiên có người hỏi con trai đầu lòng của lục gia nếu là người trong lời tiên tri như vậy phần nửa sau ứng phó có thể là đạo lữ của hắn hay không không có khả năng mới đúng dị tượng xuất hiện đại biểu cho vận thế nhưng đến tục cùng con trai thứ nhất hay con thứ hai ưu đãi thương lượng mà nửa sau nếu như chỉ là đối phó đạo lữ không cần thiết tồn tại tiền bối chủ trì công việc cũng không đồng ý điều này nói cách khác có khả năng hai người này đều rất nguy hiểm hay không rất không khéo là đạo lữ của lưu hỏa nàng họ mộ cao viễn nói nếu như có thể ghi chép như vậy nhất định không phải người thường theo ta được biết mộ tuyết hẳn chỉ là một người bình thường Ma kiếm trảm đồ nói Người bình thường không thể nói rõ điều gì Nếu như theo suy nghĩ này tiếp tục Như vậy cũng có thể đổi một cách nói khác Thính vân tích nhìn mọi người tiếp tục nói Người nào mới có tư cách kết đạo lữ với lưu hỏa Đương kim tu chân giới Có người phù hợp Có một người Có người truyền ra thanh âm trầm thấp nói Ngày đó giống như lưu hỏa Tử y thần nữ chiếm cứ nửa bầu trời Trong nháy mắt nghe được những lời này Tất cả mọi người đều trầm mặt. Như vậy, không phải là không thể, có thể nói là rất phù hợp với nửa dưới của phiến đá tiên tri. Giờ khắc này thậm chí bọn họ không dám suy nghĩ nhiều, nếu thật sự là như thế, còn có phần thắng sao? Ta chỉ đưa ra phỏng đoán, đây không phải là điều chúng ta có thể suy nghĩ. Cho đến nay, chúng ta vẫn lấy việc đánh thức đế tôn làm việc quan trọng nhất. Không thể kéo dài tiếp được nữa, toàn lực tiến hành tốt nhất là có thể trong một hai tháng cho ra hiệu quả không thể cho bọn họ một cơ hội nữa một vài tháng đối với bọn họ đã rất dài rồi tiền bối chủ trì công việc mở miệng nói thời gian không chờ người bọn họ đợi không được cũng kéo không nổi nửa năm quan cảnh một thiếu gia phế vật nhị giai có thể trưởng thành thành tồn tại mà tiên đình bọn họ ngưỡng mộ lại cho hắn mấy tháng nữa ngay cả tư cách làm địch nhân của đối phương tiên đình cũng không có đây không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy sau khi tiên đình hạ quyết tâm bọn họ cũng không chần chờ chút nào hòn đảo trôi nổi bắt đầu tỏa sáng hào quang hiện ra bảy màu sắc tựa như bảy màu tường vân mà hào quang từ trên cao vô tận xuất hiện vọt tới khu vực không biết cùng lúc đó phật điện khổ hải phật môn cũng có hào quang vọt về phía chân trời hướng đi cũng không rõ đằng kia là hướng của đức phật của họ đó là hướng của hy vọng như vậy bọn họ mới có khả năng thắng được nếu không thất bại thảm hại chúng ta còn bao nhiêu thời gian diệu tôn cổ phật nhìn tâm hỏa cổ phật mở miệng hỏi phật môn chú ý một chữ duyên tâm hỏa cổ phật tuyên một câu phật hiệu tiếp tục nói hữu duyên thì hy vọng sẽ đi đến cuối cùng nếu không có duyên chính là vô gian luyện ngục thời gian chỉ là quá trình quá trình kéo dài bao lâu, con người có thể can thiệp nhưng kết quả vẫn không thoát khỏi một chữ duyên. Diệu Tôn cổ Phật nhìn tâm hỏa cổ Phật, sau đó tuyên một câu Phật hiệu. Hắn không nói nữa. Tâm hỏa cổ Phật cũng nhắm mắt lại, chờ đợi kết quả cuối cùng. Thần chúng thất thần điện tỏa ra hào quang, hào quang nối liền thành một đường, bắt đầu hướng tới hư không vô tận. Không biết đi đâu, không biết lộ trình. Nữ thần băng hải đang nghe chuyện trên TV audio CV nhìn về chân trời, trầm mặt không nói. Nỗi lo lắng của nàng cuối cùng đã trở thành sự thật, sai, hóa ra là sai ở đây. Có lẽ ở cổ thành họa loạn, thần cũng đã biết, nhưng không thể nói cho nàng đáp án. Sứ đồ của nàng cũng vậy. Hắn thực sự là người được ghi lại trong sách Khải huyền sao? Thần Quang Minh vẫn muốn hỏi vấn đề này. Hắn biết câu trả lời, nhưng hắn muốn hỏi lại có lẽ không phải nhưng mặc kệ có phải hay không hắn xuất hiện không phải hắn cũng là hắn nữ thần băng hải mở miệng nói những lời này là nói lưu hỏa là nói với thần của bọn họ người tất cả mọi người chờ đợi có lẽ thực sự không phải là hắn nhưng cho dù có phải hay không cũng không có ý nghĩa bởi vì hắn đến hắn đồng ý sau đó đó là hắn hắn sẽ thay thế mọi thứ không ai có thể bác bỏ nữ thần hắc ám không nói lời nào ở trong không gian mệnh lý nàng liếc mắt nhìn lưu hỏa một cái sự tồn tại như vậy là bất thường nhưng điều này cũng không đại diện cho cái gì con đường là do bọn họ tự mình chọn nói gì cũng phải đi tiếp thất bại có thể cho thấy họ sai nhưng bọn họ không bao giờ hối hận ánh sáng hiện ra ở phía chân trời lục thủy ngồi trong mùa mưa tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ nói mộ tiểu thư Nàng nhìn bầu trời có ánh sáng kìa, là thiên thạch. Có thể ước nguyện. Ta chỉ biết ước nguyện với lưu hỏa, sẽ không ước nguyện với thiên thạch. Mộ Tuyết ăn một miếng điểm tâm ngọt mở miệng nói. Về phần ánh sáng trên trời, nhất định là một phần chuyện kỳ quái ở tu chân giới. Nhưng dù có xảy ra chuyện gì, nàng không cần phải lo chuyện đó. Cho đến nay chuyện cần nàng xử lý không nhiều. Chuyện của Thiên nữ tông, chuyện của Hải yêu ngoài ra hẳn là không có chuyện gì cần nàng động thủ lục lai sự không giống nàng vốn sống ở chỗ này lục lai sự có việc nàng trực tiếp đối mặt cho nên không nằm trong phạm vi dự đoán xử lý vì đường các nàng cũng sẽ không có chuyện gì kiếp trước không có kiếp này hẳn cũng sẽ không có qua vài năm nhã nguyệt nên gặp được người mình thích hai ba câu đã bị đối phương lừa gạt về nhã nguyệt thật sự là một cô gái ngoan ngoãn không có chủ kiến gì cũng sẽ không bị lừa gạt đi theo con đường lạc lối. Tự nhận thức không có vấn đề gì. Không còn gì khác. Trà trà không có gì để nói, trà trà là người sống lâu nhất trong số tất cả mọi người. Nàng cũng phải trải qua rất nhiều sinh ly tử biệt. May mắn thay, tính cách lạc quan. Kiếp này hy vọng có thể tốt hơn. Cho nên thật ra nàng thứ gì cũng không cần để ý, chuyện mộ gia đã có Lục Thủy xử lý. Vậy mộ tiểu thư muốn có nguyện vọng gì? Lục thủy nhìn mộ tuyết tò mò hỏi. Từng mộ tuyết cắn thìa, suy nghĩ nói. Muốn lục thiếu gia đừng mỗi đêm trộn sổ tay của ta. Buổi sáng thức dậy tay chạy tán loạn khắp nơi, làm người ta cho rằng muốn làm gì đó. Không nghĩ tới chỉ là vì trộn sổ tay. Lục thủy. Đây không phải là không có không làm chút gì. Sau đó hắn liền an tâm ăn điểm tâm ngọt. Để mộ tuyết tự mình ước nguyện đi, lưu hỏa cũng không phải nha thần, không thể thỏa mãn nguyện vọng. Hắn không giống nhau, hắn có thể ước nguyện với nha thần. Để nha thần mặc quần áo đẹp gì, đều có thể được đồng ý. Chỉ là lục thủy không có hứng thú này, dù sao mỗi lần nha thần cũng sẽ thay đổi trang phục. Sau khi không nghĩ đến những điều này nữa, lục thủy liền nhớ tới ánh sáng vừa nhìn thấy. Đó là ba đạo ánh sáng đi tới mê vụ chi đô, nói cách khác tam đại thế lực cuối cùng bắt đầu giải dụa. Không bao lâu nữa, Ba vị kia có thể sơ bộ thức tỉnh Chưa nói mạnh cỡ nào Nhưng tuyệt đối không phải đại đạo có thể so sánh Khi đó hắn bát dai Không biết có thể trực tiếp đối mặt với bọn họ hay không Xem mức độ bị gọt Chẳng qua cho dù bị chém đến cực hạn Cũng có thể mượn thiên địa lực lượng Thử một lần Tất nhiên Chủ yếu là Một khi bị gọt đến cực hạn Hắn có thể tấn thăng một lần trong hai ngày Nói cách khác nửa tháng, hắn có thể từ bát giai tấn thăng lên cửu giai. Tốc độ như thế, muốn thiên địa lực lượng gì? Sau đó cửu giai tấn thăng đại đạo, không cần 7 ngày. Sau đó, mảnh thiên địa này không thể làm suy yếu hắn nữa, bởi vì không thể gọt nữa. Toàn bộ lực lượng thế giới cộng lại, cũng không cách nào lại áp chế hắn. Khi đó hắn, hết thảy uy năng đều sẽ trở về. Nghĩ tới đây, lục thủy sửng sốt một chút, nếu y năng gì cũng trở về, còn có thể làm mộ tuyết mang thai sao? Quên đi, vẫn tiếp tục gọt đi. Nếu không thì quan hữu vi pháp, để tu vi nghỉ ngơi một hồi. Con trai quan trọng hơn. Chỉ là đế tôn bọn họ khôi phục, hẳn không bao lâu, lực lượng tường vân này có thể làm bọn họ khôi phục không ít trong một hai tháng này. Cũng không biết ai cho bọn họ chú ý. Như vậy cũng tốt. Đến lúc đó đi tìm Minh, vừa vặn có thể gặp được hoặc là chờ đi ra từ mê đô lại gặp bọn họ về phần cụ thể vẫn cần phải đợi khi đó rồi nói sau trong thời gian này chỉ cần đi đến cuối biển một chuyến như thế là có thể có lẽ vậy ai biết được nếu có bất cứ chuyện gì bất ngờ xảy ra cho lục thiếu gia ăn một phần khẳng định ăn không đủ no mộ tuyết đẩy một nửa món tráng miệng còn lại đến trước mặt lục thủy mộ tiểu thư buổi trưa không ăn cơm hẳn là ăn nhiều một chút Lục Thủy nhìn Mộ Tuyết nói: Giảm cân, vạn nhất buổi tối bị Lục thiếu gia nhìn thấy chỗ nào thịt nhiều, không chừng liền ghét bỏ vợ cả. Mộ Tuyết đáng thương nói: Lục Thủy nhìn Mộ Tuyết hồi lâu, cuối cùng nói: Chúng ta tắt đèn là được rồi, thật sự không được, ta có thể nhắm mắt lại. Nghe được những lời này, mặt Mộ Tuyết không chút thay đổi nhìn Lục Thủy, vẫn nhìn chằm chằm, cũng không nói lời nào. Sau đó, ta ăn lục thủy ăn món tráng miệng của mộ tuyết vậy lát nữa ăn cái gì mộ tuyết nâng má nhìn lục thủy ăn nắp tưới cơm đi lục thủy nói cũng được dù sao lục thiếu gia ăn gì ta ăn theo là được rồi mộ tuyết suy nghĩ một chút nói lục thiếu gia nếu chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà phải đi làm vậy lục thiếu gia có thể nuôi sống ta không nói trước tôi rất dễ nuôi lục thủy cẩn thận suy nghĩ nói tiếp không có cách nào tưởng tượng được những ngày như vậy thực lực của chúng ta không cho phép chúng ta chết đói ta chỉ đang nói nếu mặc kệ như thế nào lục thiếu gia đối với ta mà nói đều là lục thiếu gia ta phải đi theo bên cạnh lục thiếu gia mộ tuyết nhìn lục thủy nói ta cũng chỉ là đang nói chỉ cần mộ tiểu thư ở bên cạnh khó khăn hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện chuyện không nuôi nổi mộ tiểu thư lục thủy nói theo Hừ. Mộ tuyết hừ một tiếng nói. Lục thiếu gia thích ta, hoàn toàn là bởi vì ta xinh đẹp. Lục thủy cúi đầu nhìn điểm tâm ngọt, sau đó vương ngón tay quẹt một chút. Tiếp đó bôi lên mặt mộ tuyết nói. Mộ tiểu thư như vậy, ta cũng thích. Mộ tuyết bị quẹt điểm tâm ngọt, kinh hãi, sau đó ngồi xuống bên cạnh lục thủy, đưa hai má qua. Nhỏ giọng nói. Lục thiếu gia giúp ta làm sạch điểm tâm ngọt trên mặt đi cho ngươi ăn lục thủy nếu như bị nhìn thấy có phải bọn họ sẽ lên tin mới của tiểu trấn hay không phía sau núi một cơn gió đột nhiên qua mặt hồ một thân ảnh như ẩn như hiện bắt đầu xuất hiện sương mù bắt đầu phun trào về phía này kiếm ý hiện ra ngăn cản sương mù đi đến bên này mê vụ chi đô xảy ra vấn đề nhị trưởng lão bị kinh động xuất hiện bên hồ khu vực không thể biết xuất hiện vị trí rõ ràng lực lượng từ bên kia tràn ra hẳn có liên quan đến ba thế lực viễn cổ thanh âm của đại trưởng lão chậm rãi truyền ra bọn họ sắp tỉnh lại dài nhất một tháng thanh âm của cửu vang lên bên tai nhị trưởng lão nghe được điều này nhị trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn đúng vậy ta dạy bọn họ cửu chọc vào má nhị trưởng lão nói có phải cảm thấy không vui không rõ ràng là chân thần đứng về phía các ngươi đột nhiên trợ giúp địch nhân có chút nhị trưởng lão thành thật mở miệng tiểu đình trở nên thẳng thắn vậy ta sẽ giải thích cho ngươi một chút đi tiểu đình đáng yêu như vậy nếu không thích ta ta sẽ khổ sở mặc dù cửu nói như vậy nhưng trên mặt tràn ngập ý cười nhị trưởng lão không mở miệng từ khi xuất hiện tới nay nàng đều là bên bị khi dễ bởi vì tốc độ lục thủy trở nên mạnh hơn quá nhanh nếu như không tăng cường bọn họ, bọn họ sẽ mất đi chiến ý. Khả năng này sẽ ảnh hưởng hết thảy xu hướng hoàng mỹ. Cho nên nhất định phải làm như thế. Hơn nữa đây gần như là giúp lục thủy, có thể nói là vi phạm nguyên tắc yêu thế giới của ta. Thiên vị lục thủy Mặc dù ta đã nói với nữ thần hắc ám, nhưng vẫn còn thiên vị. Tiểu tiểu đình, giải thích như vậy ngươi có hài lòng không? Cửu vỗ vỗ đầu nhị trưởng lão hỏi lục thủy trở nên mạnh hơn bao nhiêu nhị trưởng lão có chút ngoài ý muốn nếu như ta không đoán sai khoảng một tháng nữa hắn có thể thăng chức đại đạo cửu nhìn nhị trưởng lão nói có phải rất giật mình hay không hiện tại thực lực của hắn và cảnh giới thật ra không phù hợp không phải quá mạnh là quá yếu ta có thể cảm giác được thế giới đang rất vất vả sau đó sẽ hoàn toàn không áp chế có phải rất mạnh hay không rất khủng bố đây chính là tiểu tử Chunibio của lục gia, thiếu gia phế vật lục gia luôn làm cho người ta cảm thấy mất mặt. Số một thế giới, không gì sánh kịp, không thể địch nổi. Vì sao có thể mạnh như vậy? Nhị trưởng lão trước sau vẫn không rõ. Theo như đã nói, lúc này mới nửa năm đi. Trong thời gian nửa năm đã có thể thăng tới đại đạo. Bí mật, chờ tất cả hướng tới viên mãn rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cửu cười nói. Nhị trưởng lão không hỏi nữa, sau đó hướng về phía đại trưởng lão nói. Là đám đế tôn đó muốn thức tỉnh, khoảng một tháng. Mà lục thủy sẽ ở trong khoảng một tháng, thăng chức đại đạo. Từ thất gia nhập đạo, một tháng vượt qua bát giai, cửu giai, đi thẳng tới hàng ngũ đại đạo. Được. Giọng nói đại trưởng lão chậm rãi vang lên, không hỏi nhiều nữa. Kiếm tu. Bên cạnh nhị trưởng lão xuất hiện một thân ảnh. Là cơ tầm nàng nhìn đại trưởng lão tò mò hỏi lục gia các ngươi có một tổ hướng không cho phép tu kiếm có đúng không tiền bối biết là ai định ra sao giọng nói bình thản của đại trưởng lão theo đó truyền ra không biết có điều ta rất hiếu kỳ vì sao ngươi lại làm trái đại trưởng lão cũng không chần chờ giọng nói bình thản từ trong đình truyền ra thích kiếm vậy thì luyện phụ thân ta là nói với ta như vậy sau đó ta liền bắt đầu luyện kiếm tổ huấn bị hắn ném vào rương từ nay về sau không thấy mặt trời thật ra còn có câu sau dù sao tổ tiên cũng đã chết vi phạm cũng không ai biết cửu mở miệng nói cơ tầm nhị trưởng lão chuyện này nàng cũng không rõ ràng lắm nhưng đã nghe nói một hai chưa từng nghĩ tới cụ thể là như vậy chạng vạn lục thủy cùng mộ tuyết đi trên đường núi Hôm nay không có ai đi theo, ăn được rất nhiều thứ. Thuận tiện đi dạo rất nhiều nơi. Lục Thiếu gia, bụng ta giống như ăn ra thịt rồi, tối nay ngươi nhắm mắt ngủ đi. Một tay Mộ Tuyết được Lục Thủy dắt, một tay sờ bụng nói. Lục Thủy nhìn Mộ Tuyết một cái, hợp với trước kia hắn đều mở to mắt ngủ sao? Mộ tiểu thư có thể không biết, nhắm mắt lại chạm vào, cũng có thể cảm giác được. Lục Thủy hảo tâm giải thích. Tối nay Lục Thiếu gia đụng vào bụng mình đi mộ tuyết hừ một tiếng nói. Lúc lục thủy muốn mở miệng nói chuyện, bụi cỏ đột nhiên có thanh âm truyền ra. Mu. Đó là tiếng trâu kêu. Sau đó, hai con trâu xuất hiện từ bụi cỏ. Phía trên đều có người cưỡi. Chị dâu, hai người cũng ở đây. Chúng ta chăn trâu xong muốn trở về. Bái bai. Trên người một con trâu là Đông Phương Tra Tra, trên con còn lại là Nhã Nguyệt Nhã Lâm. Tỷ tỷ, chúng ta muốn đưa ngưu ngưu trở về. Mộ Tuyết tỷ, tỷ phu, bái bai, nhã lâm và nhã nguyệt đều rất vui vẻ. Sau đó cùng lục thủy và mộ tuyết vất tay cáo biệt. Mộ tuyết nhìn đông phương trà trà các nàng rời đi, cười nói: trà trà vẫn rất lợi hại. Nhã lâm cùng nhã nguyệt đi theo, mỗi ngày đều rất vui vẻ, mỗi ngày đều có chuyện bận rộn không xong. Một trà trà mà thôi, lục thủy cảm thấy qua một đoạn thời gian, nhớ cũng không nhớ được đương nhiên nếu không bế quan tra tra này sẽ dễ dàng đi ra ngoài soát cảm giác tồn tại nếu như cảm giác tồn tại quá mạnh hắn muốn đưa nàng ra ngoài du lịch vừa đi chính là mấy trăm năm ngày hôm sau lục thủy không dậy sớm đọc sách chỉ là mộ tuyết dậy sớm làm điểm tâm đúng rồi hôm nay lục thiếu gia có chuyện gì đặc biệt phải làm không lúc ăn điểm tâm mộ tuyết mở miệng hỏi mộ tiểu thư muốn làm gì lục thủy tò mò hỏi mộ tuyết không định làm gì không đến mức hỏi vấn đề này vừa mới thành hôn hắn có thể làm gì hắn ngược lại muốn ra ngoài làm chút chuyện nhưng cũng không dám ra ngoài trừ khi mang theo mộ tuyết trà trà phát hiện thông đạo phong sương hà vẫn còn tính toán đi vào thám hiểm lục thiếu gia muốn đi không mộ tuyết hỏi lục thủy từng đi vào nơi đó cẩn thận ngẫm lại tuy rằng còn một ít chỗ chưa đi thế nhưng hẳn không có gì mới trừ khi lần này có thể tiến vào mê đô có mộ tuyết trợ giúp có thể tiến vào mê đô không về mặt lý thuyết là không thể chỉ là muốn đi xuống cũng có thể đi xuống một lần nữa lần này hẳn là tính đến thần vực thăm chân thần duy nhất dù sao hiện tại chân thần duy nhất cũng chắc chắn đang bên trong thần vực phong sương hà lục thủy đứng ở giao lộ nhìn đoàn người kia trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái Đông Phương Tra Tra dẫn theo Nhã Lâm và Nhã Nguyệt, trên đầu Nhã Lâm là một con thủy vân thú, trong tay nàng còn ôm một con hỏa vân thú. Sau lưng các nàng là Đinh Lương và Hương Dụ, trái ngược với Đông Phương Tra Tra, hai người bọn họ có vẻ rất lo lắng. Nhưng mà, các nàng cũng chẳng thể thay đổi được việc gì cả, bởi vì Đông Phương Tra Tra đã được cho phép tiến vào trong phong sương hà rồi. Có điều. Đội ngũ như này, đi vào trong phong sương hà chẳng phải là đang đi tìm đường chết sao chị dâu chúng ta đi vào trong đó đi có lẽ có thể nhìn thấy được chân thần duy nhất đó đông phương trà trà kéo mộ tuyết đi vào bên trong lục thủy nhìn mộ tuyết và bọn họ cùng nhau đi vào trong đó hắn cảm thấy đầu óc của đông phương tra tra vẫn còn khá ổn biết dẫn mộ tuyết theo nữa sau đó bọn họ đi vào trong phong sương hà sau khi đi vào trong nhã lâm lập tức ôm chặt lấy hỏa vân thú lạnh quá đúng là có hơi lạnh nhã nguyệt cũng ôm vai nói lúc lạnh thì đừng có rung càng rung càng lạnh có một lần ta bị trưởng lão ở trong tộc trừng phạt đã lĩnh ngộ được điều đó ta còn khoe việc này với mẹ nữa mẹ ta còn khen ta rất thông minh đông phương trà trà nói với nhã nguyệt nhã nguyệt đương nhiên là tin nàng rồi nhã nguyệt cố gắng không rung nữa sau đó nàng vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng thật sự không lạnh như thế nữa đinh lương và hương dụ đi ở phía sau đương nhiên là cũng nghe được câu nói đó sau đó các nàng cùng làm theo tiếp đó đúng thật là không lạnh nữa trà trà tiểu thư lại nói đúng nữa rồi lục thủy đi theo sau bọn họ hắn không thèm nói gì cả cái lạnh ở nơi này có đôi khi chỉ là do ngươi cho rằng nó lạnh mà thôi lúc ngươi không nghĩ rằng nó lạnh nữa thì thực tế cũng sẽ không lạnh như thế nữa càng chống cự thì sẽ càng lạnh đương nhiên Mặc kệ ngươi có cảm thấy lạnh hay không, thì ngươi đều sẽ bị thương thôi. Ở đây quá lâu, chắc chắn sẽ bị thương. Đặc biệt là loại gà con yếu ớt như Nhã Lâm, thực ra thì Nhã Nguyệt cũng là một con gà con yếu ớt. Tuy rằng 16 tuổi mà đã đạt được tu vi 2.1 là rất lợi hại rồi, nhưng mà khi đi vào trong Phong Sương Hà, thì nàng chắc chắn cũng sẽ bị thương. Nếu không thì tại sao nơi này lại là nơi để hối lỗi cơ chứ? Ở kiếp trước, tại sao hắn lại được dẫn ra cùng ngày với lúc bị đưa vào chắc chắn lúc đó cha mẹ rất lo lắng không sai chắc chắn là như vậy mộ tuyết dắt tay nhã lâm nàng không nói gì cả những người khác thì có thể tiếp nhận được một lúc nhưng mà nhã lâm thì có hơi khó khăn nhưng vì muốn cho nhã lâm có cảm giác mình cũng được tham dự cho nên nàng sẽ cố gắng bảo vệ để cho bên trong cơ thể của nhã lâm không bị thương làn da thì chắc chắn sẽ bị tổn thương một chút do giá rét nhưng mà cũng không nghiêm trọng lắm đi được một lúc mấy người đông phương trà trà đã tới điếu ngư đài chỉ có điều khi mấy người đông phương trà trà tới đây thì có chút giật mình bọn họ nhìn về phía điếu ngư đài các nàng thấy có hai người đang ngồi trên đó thiếu nải nải trà trà tiểu thư giọng nói của chân võ và chân linh vang lên lúc này đông phương trà trà mới biết hai người đang ngồi là chân võ và chân linh các ngươi cũng tới đây để thám hiểm ư đông phương trà trà tò mò hỏi chân võ và chân linh có lẽ chỉ có người như trà trà tiểu thư mới nghĩ rằng bọn họ tới đây để thám hiểm cũng có lẽ chỉ có trà trà tiểu thư mới tới đây để thám hiểm dù sao thì trà trà tiểu thư cũng có hơi khác biệt so với mọi người tiếp tục đi tới thông đạo đi mộ tuyết nhẹ giọng nói việc chân võ và chân linh có mặt ở đây nhìn thế nào cũng không giống như là đang thám hiểm cả vâng trà trà lập tức gật đầu nàng không hỏi tiếp nữa hình như nếu như nàng hỏi tiếp sẽ gây thêm phiền toái cho chân võ và chân linh chân võ và chân linh cúi đầu bọn họ đưa mắt nhìn theo nhóm người mộ tuyết lúc lục thủy đi ngang qua bọn họ hắn đột nhiên nói đuổi kịp bọn họ sửng sốt một chút sau đó lập tức đi theo đại hôn vừa mới kết thúc tại sao các ngươi lại bị đưa vào trong này rồi trên đường đi lục thủy tò mò hỏi trong tình huống bình thường thì chân võ và chân linh hoàn toàn không có khả năng sẽ bị phạt tại sao bây giờ lại phải chịu phạt rồi là tam trưởng lão tam trưởng lão hỏi chúng ta rằng lúc đi ra ngoài có phải thiếu gia đã từng bị trọng thương hay không bởi vì chúng ta không báo cáo cho nên chân võ không nói tiếp nữa việc không báo cáo khi thiếu gia bị trọng thương là lỗi của bọn họ không thể nào trốn tránh trách nhiệm được một khi thiếu gia xảy ra chuyện bọn họ không thể làm gì để tạ tội được cả lục thủy nghe xong liền cảm thấy có chút kỳ quái trước kia tam trưởng lão chưa từng làm như thế tại sao gần đây lại đột nhiên thay đổi lục thủy ngẫm nghĩ một chút hắn đột nhiên phát hiện ra một chuyện trước khi kết hôn tam trưởng lão đã từng gọi hắn qua một lần không phải tam trưởng lão đã biết được gì rồi đó chứ ha ha sao có thể chứ không hề hạn chế sự tự do của hắn cho nên tạm thời cứ coi như là bọn họ không biết đi. Đúng thế, bọn họ không biết. Lục Thủy không suy nghĩ về việc này nữa, tóm lại là mấy vị trưởng lão chắc chắn không biết. Lục Thủy nghĩ như thế xong liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Thực ra thì bị bọn họ biết hắn trở nên mạnh hơn cũng chẳng sao cả, chủ yếu là do cái tên lưu hỏa này ảnh hưởng rất nhiều tới thanh danh của hắn. Cái tên lưu hỏa hô to gọi nhỏ ở trên bầu trời kia có liên quan gì tới hắn đâu chứ? hắn không tự hỏi nữa tiếp tục đi theo mộ tuyết vào sâu bên trong đi được một lúc thì đã tới ngã rẽ cũng chính là thông đạo tiến vào trong thần vực nơi mà lục thủy dùng để tiến vào trong thần vực chính là nơi này chị dâu chính là chỗ này lần trước đi vào trong này ta đã phát hiện ra nó đó nó không có biến mất đông phương trà trà nói lục thủy nhìn nó thông đạo không hề có sự thay đổi nào cả đông phương trà trà muốn đi vào trong đó cũng là một chuyện rất dễ dàng nhưng mà muốn đi ra thì rất khó trừ khi chân thần duy nhất đưa nàng ra có khả năng này sao rất có khả năng là như thế mộ tuyết quan sát nó một chút nàng đương nhiên cũng phát hiện ra chuyện này nhưng mà đây cũng không phải là vấn đề gì lớn cả chỉ có một mình trà trà thì nàng không dám đi vào cũng là chuyện dễ hiểu nơi này cũng chẳng phải là một nơi bình thường đi thôi mộ tuyết nhẹ nhàng nói đông phương trà trà nghe thấy mộ tuyết nói thế liền trở nên can đảm hơn chị dâu nói có thể tiến vào thì có nghĩa là có thể đi vào trong đó được lời của chị dâu chắc chắn sẽ không sai sau đó đông phương trà trà là người đầu tiên bước xuống bậc thang nhã nguyệt đi theo sau nhã lâm đương nhiên là vẫn nắm lấy tay của mộ tuyết sau đó là đinh lương và hương dụ lục thủy đi theo sau bọn họ chân võ và chân linh thì đi theo sau lục thủy đinh lương và hương dụ có hơi lo lắng nhưng mà các nàng cũng không thể làm gì cả với lại đây là lục gia có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu rất nhanh sau đó các nàng đã thấy điểm cuối của bậc thang này ở sâu dưới đáy nước có một cung điện rất lớn ngay khi nhìn thấy tòa cung điện kia các nàng đều có một cảm giác vô cùng thần thánh dường như đây không phải chỉ là một cung điện dưới nước bình thường mà nó là lĩnh vực của thần cái này các nàng ngay lập tức nhớ tới chân thần mà trà trà tiểu thư thường hay nhắc tới đây chẳng lẽ là chỗ ở của vị chân thần kia hương dụ cẩn thận suy nghĩ một lúc nàng phát hiện ra rằng lần đầu tiên trà trà tiểu thư gặp được chân thần chính là ở phong sương hà xem ra suy đoán này đúng rồi chân võ và chân linh cũng rất khiếp sợ bọn họ cũng từng cảm thấy phong sương hà khá đặc biệt nhưng mà không nghĩ tới ở bên dưới nó còn cất giấu một cung điện như thế này bọn họ chưa từng nghe nói tới đây là địa điểm bí mật của lục gia sao bọn họ đã biết nó rồi không biết có bị phạt hay không nữa nhưng mà tất cả mọi người đều đã tới đây rồi bọn họ không còn lựa chọn nào khác cả qua wow. đông phương trà trà nhìn xung quanh nàng ngạc nhiên nói chân thần duy nhất nói không hề sai một chút nào cả nơi này thật là xinh đẹp còn có rất nhiều tôm cá nữa đúng là rất xinh đẹp đây là đâu vậy Nhã Nguyệt tò mò hỏi, là thần vực, là thần vực của chân thần duy nhất thiên địa. Đông Phương trà trà nói, giống với vị chân thần độc nhất trên thế giới kia ư? Nhã Lâm đứng ở bên cạnh tò mò hỏi, các nàng đều đã từng gặp được chân thần độc nhất thiên địa, ngoại trừ Đinh Lương. Chắc chắn có liên quan với nhau, nhưng mà có tới tận hai chân thần lận, có phải không còn lợi hại nữa hay không? Đông Phương trà trà tò mò hỏi hình như là vậy nhã lâm gật gật đầu nói mọi người chị dâu ta có thể chạm vào nước ở đây không đông phương trà trà hỏi mộ tuyết đang đứng ở phía sau mình nước ở nơi này không tầm thường bình thường có lẽ không thể chạm vào được nhưng mà đông phương trà trà muốn chạm thử một chút cho nên phải hỏi chị dâu trước chỉ cần chị dâu nói có thể thì chắc chắn là có thể chạm đi giọng nói của mộ tuyết vang lên trong thanh âm của nàng còn thấp thoáng ý cười. Ào! Đông Phương trà trà trực tiếp đưa bàn tay vào trong nước, khiến cho hương dụ ở phía sau phải giật mình la lên. Trà trà tiểu thư, tốt xấu gì thì ngươi cũng phải có quá trình chứ, từ từ đưa tay vào trong đó không được sao. Nhã Nguyệt cũng đưa tay ra để chạm vào, nàng phát hiện nó có hơi lạnh. Nhã Lâm cầm hỏa vân thú đưa vào trong nước. Cùng ụt ùng ụt, ụt. Hỏa vân thú điên cuồng dãy dụa. Lúc này, nhã lâm mới phản ứng lại nàng vội vàng thu tay về hỏa vân thú nhìn nhã lâm trong mắt ngấn lệ nó lạnh hết cả người khi tiến về phía trước các ngươi không được chạm vào nước nữa mộ tuyết nhắc nhở một câu ba người kia đồng ý sau đó bọn họ tiếp tục đi về phía trước một lúc sau đông phương trà trà là người đầu tiên chạm chân xuống mặt đất của cung điện các nàng vừa mới bước xuống liền nghe thấy một giọng nói bi nghiêm vang lên hừ nhóm người ngu xuẩn sao các ngươi dám tự tiện xông vào thần vực của ta giọng nói đột nhiên vang lên này khiến cho nhã nguyệt nhã lâm đinh lương hương dụ chân võ và chân linh có hơi hoảng sợ ở đây vậy mà lại có người ư không là có thần ư sau đó bọn họ thấy một thất thải tiểu nữ hải đang đứng ở trên không gương mặt tỏa ra sự thánh khiết đây là qua ngươi nói không sai chút nào cả thần vực đúng thật là rất xinh đẹp đông phương trà trà không hề chịu ảnh hưởng một chút nào cả nàng trực tiếp ca ngợi thần vực nhân loại ngu xuẩn ngươi cho rằng nói câu đó xong thì ngươi có thể tùy tiện tiến vào trong thần vực sao chân thần duy nhất nhìn đông phương trà trà nói trong mắt nàng tràn đầy sự đắc ý lục thủy không thèm quan tâm tới chân thần duy nhất hắn nhìn một vòng xung quanh phát hiện có một số thứ có hơi khác dường như những món đồ chơi đều bị dời ra hết cả rồi cảm giác dường như nàng rất vui vì có người tới đây vậy chúng ta có một ước nguyện chúng ta muốn bái phỏng chân thần duy nhất không biết có được hay không mộ tuyết vừa cười vừa nói nhân loại phải có nguyện vọng thân là chân thần ta đương nhiên là sẽ thỏa mãn cho các ngươi rồi chân thần duy nhất nói xong liền tránh đường nhã lâm cũng được mộ tuyết thả tay ra qua ta có thể gõ cái trống này không nhã lâm lập tức hỏi chân thần duy nhất đắc ý nói tóc của ngươi thật là đẹp nhã lâm có hơi hâm mộ nói những con tôm cá ở ngoài kia cũng rất hâm mộ ta chân thần duy nhất hất tóc tiếp tục nói nhân loại ngươi thông minh hơn nhân loại ngu xuẩn nhiều mộ tuyết chỉ nhìn mà không nói gì cả nàng không có ý định sẽ tham dự vào trong đó đông phương trà trà và nhã nguyệt đều nhìn một vòng xung quanh các nàng phát hiện ở đây hoàn toàn không giống với trong suy nghĩ của các nàng ngẩng đầu nhìn lên mái vòm, nó cho bọn họ một cảm giác vô cùng rộng lớn. Là vô tận thâm hải. Rõ ràng đứng ở phía trên nhìn xuống, thì nó chỉ là một dòng sông bình thường mà thôi. Nhóm người hương dụ cũng có chút ngoài ý muốn, người này là chân thần. Người thường nói chuyện với trà trà tiểu thư. Đúng là có hơi giống chân thần độc nhất, nhưng mà trong nàng nhỏ hơn chân thần độc nhất rất nhiều. Lục thủy đi tới bên cạnh mộ tuyết, hắn hiếu kỳ nói, cảm giác nàng rất vui vẻ lục thiếu gia ngươi không hiểu con nít một chút nào cả mộ tuyết lườm lục thủy một cái rồi nói sau này có lẽ sẽ hiểu lục thủy nói với mộ tuyết sau này có không hiểu cũng chẳng sao cả ta hiểu là được rồi con của ngươi để ta trông giúp cho ta chỉ vất vả có một chút thôi mộ tuyết nói nói cứ như là nó chẳng phải do mộ tiểu thư sinh ra vậy Hai người bọn họ đi vào bên trong, trên đường đi Mộ Tuyết còn nói nhỏ rằng: "Đó là do Lục thiếu gia bỏ nó vào trong bụng của ta, không chỉ để ta trong nó giúp cho ngươi, còn phải nuôi dưỡng nó giúp ngươi nữa. Sau đó, còn phải sinh nó ra giúp ngươi." Suy nghĩ một chút thì thấy người lời vẫn là Lục thiếu gia. "Lời cái gì?" Lục Thủy Thuận theo nàng hỏi một câu. "Ta nguyện ý làm vợ cả của Lục thiếu gia." Mộ Tuyết đắc ý nói vậy thì mộ tiểu thư phải chịu thiệt à? Không, ta lời được một người nguyện ý làm phu quân của ta, chỉ có điều hắn không giúp ta sinh con được. Sinh con giúp mộ tuyết. Suy nghĩ này thật là kinh khủng, nhất là khi hắn vẫn luôn nghiên cứu kiến thức về phương diện này. Đầu óc sẽ không tránh khỏi việc nghĩ tới quá trình và xác suất thành công của nó. Cạch. Mộ tuyết gõ một cái vào trán của lục thủy, nàng tức giận nói. Lục thiếu gia, ngươi đang nghĩ cái gì đó hả? Lục Thủy nhìn Mộ Tuyết đang trợn mắt nói: "Chẳng phải do Mộ tiểu thư sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi mà dám cướp chuyện này, thì dù cho có triệu hoán răng thần cũng chẳng có tác dụng gì đâu." Mộ Tuyết nhìn chằm chằm Lục Thủy rồi nói: "Lục Thủy, tại sao Mộ Tuyết lại có suy nghĩ đó vậy? Hắn chỉ muốn giúp Mộ Tuyết sinh ra một đứa con mà thôi, từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ tự mình sinh nó ra cả, phải là Mộ Tuyết sinh mới đúng." được rồi nếu như các ngươi đã thành tâm như thế thì ta sẽ cho các ngươi xem chân thần duy nhất bay tới phòng ngủ của mình rồi nói qua đây được mấy người nhã lâm vô cùng hưng phấn đi qua bên kia bọn họ thấy cái gì mà lại cao hứng tới như vậy mộ tuyết nhìn mấy người nhã lâm vượt qua mình thì không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi là phòng của chân thần duy nhất lục thủy nói mộ tuyết quay đầu nhìn về phía lục thủy trong mắt nàng còn chứa đựng một hàm nghĩa gì đó ta đã mở những gian phòng ở đây ra xem rồi không ngờ rằng chân thần cũng giống như người thường chúng ta vậy lục thủy giải thích hừ mộ tuyết cất bước đi về phía gian phòng của chân thần duy nhất sau đó nàng quay đầu lại nói với lục thủy vậy thì lục thiếu gia đi mở tiếp những phòng còn lại đi lục thủy đi mở tiếp thì đi mở tiếp cũng không phải là không có cửa để mở lục thủy thấy mộ tuyết đi vào trong gian phòng của chân thần duy nhất rồi thì hắn mới nhìn sang những căn phòng khác sẽ có cái gì nhỉ thực ra lục thủy cũng chẳng mong rằng nó sẽ có cái gì cả hắn tùy tiện chọn một cánh cửa tính mở cửa đi vào trong ngoại trừ cánh cửa thứ ba thần bí kia thì những thứ khác có lẽ chẳng có gì đặc biệt cả có thứ gì có thể đặc biệt hơn mê đô được chứ trầm cánh tay mở cửa của lục thủy hơi rung lên hắn phát hiện bản thân vậy mà lại không thể mở được cánh cửa này trên cửa có cấm chế nhưng mà cũng không phải là chuyện gì khó cả hắn vận chuyển thiên địa chi lực phá vỡ cấm chế kẻo kẹt lục thủy đẩy cửa ra sau đó hắn tiến vào bên trong chân võ và chân linh không đi cùng hắn bởi vì lúc lục thủy vừa đi vào thì cánh cửa đã trực tiếp đóng lại bọn họ có muốn đi vào cũng không thể đi vào được nhưng mà chỗ này không giống với những chỗ khác bọn họ không dám tùy tiện thăm dò chỉ có thể chờ mà thôi chờ tới khi thiếu nải nải và thiếu da đi ra đây là thần vực dù có như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn khiến cho người ta cảm thấy đau đớn không thì cũng cảm thấy rét lạnh nhưng mà bản thân chân võ và chân linh đều cảm nhận được rằng khi bọn họ tiến vào trong nơi này tất cả đau đớn đều biến mất bộ dạng của vị chân thần kia cũng rất thân thiện có lẽ ở đây không có tồn tại nào nguy hiểm cả. Dù cho có thì cũng không tới lượt bọn họ đi xử lý, thiếu gia đúng là càng ngày càng trở nên đặc biệt. Không biết sau này bọn họ còn có thể đi theo thiếu gia và thiếu nãi nãi nữa hay không, dù sao thì thiếu gia cũng đã có thể mở được cổng không gian rồi, không cần bọn họ phải đặt trước vé xe nữa. Nhất thời bọn họ không khỏi cảm thấy có hơi phiền muộn. Thiếu gia trưởng thành quá nhanh. Cảm giác bản thân sắp phải thất nghiệp rồi sau khi lục thủy đi vào trong phòng thì cánh cửa liền đóng lại hắn không thèm quan tâm tới việc đó bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng tối đen như mực chỉ có xung quanh hắn là có ánh sáng mà thôi đây là một cái phòng tối đặc biệt hả tách tiếng búng tay vang lên ánh sáng chiếu rọi xung quanh sau đó lục thủy thấy được một cái bàn trên mặt bàn có một quyển sách bên cạnh quyển sách đó còn có một cây bút điều này khiến cho lục thủy cảm thấy có chút kỳ quái nơi này giống y như một căn phòng tối vậy nơi này đang giam ai lại để viết sách vậy suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì lục thủy đã đi tới bên cạnh cái bàn hắn phát hiện nó giống như là một quyển sổ tay hơn hoặc có lẽ là một quyển ghi chú hắn ngồi xuống định xem thử trong quyển ghi chú này viết cái gì lục thủy nhìn giao diện của nó phát hiện trên đó ghi một dòng chữ người mới lục vô vi đã tới lục thủy cái này là thứ gì vậy người mới lục vô vi tại sao đại trưởng lão lại trở thành người mới rồi nhưng khi hắn nhìn xuống quyển ghi chú thì không còn ngạc nhiên như thế nữa nó hình như đã được đặt ở đây rất nhiều năm rồi chỉ có đại trưởng lão không có nhị trưởng lão có nghĩa là chỉ có đại trưởng lão ở đây viết cái này thôi lục thủy nghĩ như thế xong thì lật qua một tờ sau đó hắn thấy được rất nhiều chữ. Cuối cùng thì ta cũng đã hiểu ra rồi, lý do tại sao rất nhiều tiên tổ các đời trước không quá gần gũi với thất, cũng không đối xử với thất quá tốt. Ta có hơi hối hận, nhưng dù cho có được làm lại một lần nữa, thì ta vẫn muốn thân cận với thất. Để nàng có thể có được một khoảng thời gian vui vẻ. Đúng thế. Đại nạn của ta sắp tới rồi. Lục gia sắp xuất hiện một hy vọng hoàn toàn mới. Trong nhận thức của ta, hắn là người có thiên phú nhất ở lục gia hắn chỉ còn thiếu mấy chục năm nữa thôi ta nhất định sẽ chờ tới lúc đó có lẽ thất đã phát hiện ra rồi nàng thường xuyên đứng ở phía xa xa để nhìn ta nhưng đã là con người thì chắc chắn sẽ phải chết một lần thần lại có thể vẫn luôn sống sót ta vốn dĩ cho rằng ta đã vào hàng ngũ của đại đạo rồi thì sẽ có thể sống được rất lâu để trông coi lục gia thế nhưng ta sai rồi người chung quy thì vẫn là người mà thôi lục thủy đọc tới đây liền nhíu mày lại người viết cái này chắc chắn là đại trưởng lão của đại trưởng lão và nhị trưởng lão trong tình huống bình thường thì đại đạo thiên thành có thể sống mãi nhưng mà hắn lại chết có nghĩa là lúc đó lục gia đã xảy ra đại sự vị tiên tổ kia đang chờ đại trưởng lão tiếp quản vị trí hắn đang chờ đại trưởng lão trưởng thành cho nên khi đó hắn chắc chắn là đã bị trọng thương đang trong quá trình hấp hối khi đó có kẻ địch ở bên ngoài hơn nữa còn rất cố kỵ vị tiên tổ kia cho tới khi đại trưởng lão tới thì vị tiên tổ kia mới rút hơi thở cuối cùng lục thủy đột nhiên cảm giác câu người mới lục vô vi đã tới kia có chút nặng nề ghi chú ở trên đó có nghĩa là hắn là trụ cột mới của lục gia lục thủy lật sang trang tiếp theo lúc này hắn thấy ghi chú ở trên đó có một vết máu nhìn như đã rất lâu rồi ngoài ra còn có một vài vệt nước trông có vẻ như là mới xuất hiện gần đây lục thủy không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn nhưng mà hắn vẫn tiếp tục đọc nội dung ở trong đó hữu đình tấn thăng thất giai thành công rồi tảng đá lớn ở trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống đã là một lão cốt đầu rồi vậy mà vẫn có thể che gió che mưa cho hữu đình việc này cũng coi như là đáng giá đáng tiếc cuối cùng thì ta cũng chỉ là một lão cốt đầu mà thôi việc ta có thể làm không nhiều chuyện lần này vô vi quá xúc động rồi quả nhiên là do hắn vẫn còn quá trẻ vẫn còn rất nhiều nơi cần phải chu toàn nhưng mà làm rất tốt nếu như lão phu có thể trẻ lại vài tuổi thì ta sẽ tự mình ra tay dạy bọn họ cách làm người đáng tiếc ta già rồi việc có thể làm cũng chẳng nhiều chỉ có thể làm những thứ này may mà vẫn đủ lục thủy có hơi kinh ngạc lúc đó đã xảy ra chuyện gì khi nhị trưởng lão tấn thăng thất giai chắc chắn đã xảy ra đại sự chuyện này còn là do đại trưởng lão gợi lên do quá xúc động không phải là đại trưởng lão đã giết nhà người khác đó chứ có liên quan tới nhị trưởng lão sao đại trưởng lão của đại trưởng lão cũng vì thế cho nên mới bị trọng thương ư với thực lực của đại trưởng lão nếu như hắn đã tới cửu giai thì nhất định có thể thay đổi được tất cả mọi thứ đại trưởng lão của đại trưởng lão vẫn cố gắng duy trì một hơi thở đó của mình để thủ vững mấy chục năm tất cả là vì muốn tranh thủ thêm thời gian cho đại trưởng lão cho nên lúc đó đại trưởng lão chỉ mới tới bát giai một khi đại trưởng lão lên tới cửu giai thì hắn chắc chắn có thể khiên chiến được với cả đại đạo nếu như thế thì toàn bộ tu chân giới chắc chắn sẽ không dám đối mặt với đại trưởng lão nếu tình huống là như vậy thì đại trưởng lão của đại trưởng lão hoàn toàn không cần phải kéo dài hơi tàn như thế xem ra lúc bọn họ còn trẻ đã xảy ra rất nhiều chuyện cẩn thận suy nghĩ một chút thì đúng là đã xảy ra nhiều chuyện thật nếu không thì tại sao đại trưởng lão có thể khai sáng ra ẩn thiên tông được cơ chứ sao nhị trưởng lão có thể khai sáng ra thiên nữ tông không biết tam trưởng lão đã làm chuyện gì nếu như tam trưởng lão không có tông môn nào cả vậy thì sau này lục lai sự tiếp nhận nơi nào bây giờ lục thủy suy tư một chút sau đó đưa ra kết luận hay là ta khai sáng ra một cái đi để cho lục lai sự tiếp nhận hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy chuyện này rất tốt anh trai khai sáng em gái tiếp nhận hoàng mỹ hắn đâu thể nào bảo lão cha và mẹ ở độ tuổi cao như thế này làm người khai sáng được đúng không khai sáng cái gì nhỉ ngự linh tông để bọn họ nuôi gà nuôi vịt sau đó bảo lục lai sự thừa kế một trang trại nên đặt một cái tên thật hay cho tông chủ không biết hiện tại có loại tông môn như thế này không nữa nếu có thì hắn có thể trực tiếp thu mua luôn lục gia vậy mà lại có một bé gái ha ha thật là một chuyện khiến cho người ta không khỏi cao hứng nhưng mà xuất hiện một chút vấn đề nàng không chịu lớn lên chuyện này không khỏi khiến cho người ta tan nát tâm can may mà không có nguy hiểm gì cả dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ yêu thương nàng mặc dù vẫn còn nhỏ nhưng nàng rất có chủ kiến của mình nàng cảm thấy chúng ta quá già rồi thiên phú của nàng cực kỳ tốt là người kế tục tam trưởng lão nhưng mà nếu như có thể ta hy vọng có thể nhìn thấy bộ dạng nàng lớn lên sau đó lấy chồng lục thủy đọc tới đây thì lại càng thấy nhiều vết nước hơn lục thủy không quan tâm tới nó cho lắm tiếp tục lật sang trang kế tiếp. Trang này viết về đại trưởng lão. Có triển vọng rồi. Hắn bắt đầu luyện kiếm, thiên phú cao tới mức thái quá, từ xưa tới nay, chưa từng có tồn tại nào như thế cả. Chó sáng tới mức vượt qua hết tất cả những ghi chép của lục gia. Đáng tiếc, hắn lại vi phạm tổ huấn. Không phải do lão phu cho phép, mà là do cha của vô vi, thân là tộc trưởng của lục gia, hắn vậy mà lại không xem tổ huấn, ném tổ huấn vào trong cái rương thân là trưởng lão ta không quản được chuyện của tộc trưởng ha ha tiên tổ thứ tội lục thủy thì ra là do cha của đại trưởng lão làm hắn còn tưởng rằng là do đại trưởng lão tự mình làm hay là đại trưởng lão của đại trưởng lão làm bọn họ đang tìm người thế tội à đúng lúc cha của đại trưởng lão quyết định làm một chuyện vi phạm tổ huấn trực tiếp ném tổ huấn đi không biết người viết tổ huấn của tiên tổ đang nghĩ gì tử tôn quá bất tài đại trưởng lão cha của đại trưởng lão mẹ của đại trưởng lão đại trưởng lão của đại trưởng lão tất cả đều như thế sau đó lục thủy lại đọc tiếp hắn nhìn thấy đại trưởng lão của đại trưởng lão để lại một câu hôm nay ta thăng lên đại đạo xin hỏi tiên tổ có mấy người có thể vượt qua được ta lục thủy Đại trưởng lão không để lại lời nào cả à. Trong này có nhiều chỗ trống thế cơ mà. Sau đó, Lục Thủy cầm bút lên, viết vài chữ ở dưới dòng kia. Đại trưởng lão quá đỉnh, Lục Vô Vi. Lục Thủy suy nghĩ một chút, chỉ có một người để lại lời nhắn thôi thì có phải không quá thích hợp hay không? Sau đó hắn lại viết tiếp. Đại trưởng lão uy vũ, Lục Hữu Đình. Lục Thủy đặt bút xuống, gương mặt tràn đầy sự hài lòng. Hoàng Mỹ nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha